Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 41. Tịch Thanh Y nghe thanh âm này, cũng không biết trong lòng ở đâu ra lực lượng, chỉ cảm thấy loáng thoáng tựa hồ là có đại sự phát sinh. Thế là hít vào một hơi thật dài, nhìn một lần cuối cùng bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đến mộ tổ, trầm thống nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, sau đó hét lớn một tiếng, là ta để hắn đốt, là ta để hắn đốt. Lực lượng như thế bên trong đủ, thanh âm vang vọng toàn bộ tối kiếm phong thậm chí liền ngay cả ngay tại nhóm lửa quân vô tà nghe đến lời này cũng không khỏi đến tâm thần run lên ngay sau đó chính là lệ nóng doanh trọng chỉ cảm thấy trên thân một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác lan tràn sư huynh chính là sư huynh à thậm chí ngay cả đốt mộ tổ đều không quên mất thiên vị tại ta sợ mình gánh chịu trách nhiệm sau đó mình đi chống đỡ hết thảy vậy mình càng không thể để tịch thanh y thất vọng quân vô tà ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tịch thanh y đồng dạng nhìn qua trong mắt của hắn giờ khắc này một loại không hiểu thấu cảm xúc tại giữa hai người cực nhanh lan tràn. Nắng ấm một vẩy, hỏa vân lan tràn, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hai người. Sư huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sư đệ, ngươi yên tâm đốt. Tô bác một mặt cổ quái nhìn xem tịch thanh y, lại liếc mắt nhìn đứng ở bia đá trước đó, ngẩng lên đầu, dưa lớn rượu bình, tấn 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 đổ vào trong miệng rượu quân vô tà. Là mình xảy ra vấn đề vẫn là kiếm tông xảy ra vấn đề. Văn nhân bình tâm lông mày nhảy lên, nghe thấy tịch thanh y nói lời chỉ cảm thấy có phải hay không mình nghe lầm thứ đồ gì ngươi để quân vô tà đốt ngươi mộ tổ tịch thanh y ngươi nói cái gì mê sảng đâu còn không nhanh để quân vô tà dừng tay văn nhân bình tâm hít vào một hơi thật dài hai cái bát ngọc kịch liệt phập phồng từ trường sam hiển lộ ra bàn tay che giấu cũng không triệt để một nửa cổ trắng rất rõ ràng địa hiển lộ ra nàng da thịt trắng nõn hơn tuyết lấn xương văn nhân bình tâm rất tức giận tô bác hồ nháo coi như xong nhưng là hắn náo ra tới một thanh thanh bình kiếm. Cái này quân vô tà cũng là thường xuyên hồ nháo, cái này tịch thanh y là chuyện gì xảy ra. Tịch thanh y nghe được văn nhân bình tâm địa lời nói, nhẹ nhàng cười cười, học tô bác chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thương khung, chỉ để lại một cái thâm bất khả chắc bóng lưng. Ta nói, là ta để lục sư đệ đốt, hết thảy đều là ta. Sau đó con ngươi đối quân vô tà cười cười, khích lệ quân vô tà. Trong đầu tựa hồ đã là thấy được một thanh nở rộ tuyệt thế lợi kiếm. a à, Tô Bắc, đại bảo kiếm ta tối kiếm phong cũng có. Ba 000 đệ tử tế tổ, ba 000 đệ tử hướng kiếm, đây là cỡ nào rung động một sự kiện à? Văn nhân bình tâm giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là mềm mềm địa tựa ở Tô Bắc vai bên cạnh bên trên, vươn tay run rẩy chỉ vào tịch thanh y. Ngươi, quân vô tà nhìn xem tịch thanh y hung hăng nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy không thể cô phụ nhị trưởng lão. Sau đó hai tay dâng rượu bình, mãnh bỗng nhiên hét lớn một ngụm, đối chung quanh đầy trời hỏa vân chính là phun một cái một cái cự đại hỏa cầu trong nháy mắt đốt lên không khí chung quanh khí thế hung hăng hướng phía bia đá đánh tới hào hỏa cầu chi thuật oanh đầy trời bụi mù tứ tán kiếm tông một đám đệ tử từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy trong mắt bọn hắn vốn hẳn nên lập tức chém giết cùng một chỗ trong hai người phải chết một cái nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão giờ phút này thân mật liền giống như mặc cùng một cái quần dùng đến cùng một cái cây gậy tốt hai anh em. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, nhị trưởng lão cũng đã sớm tính tới cái gì? Cái này, sẽ không thật cũng có thể tuôn ra đến chút gì đi. Nhị trưởng lão cũng không ngốc, lập tức qua 800 đại thọ, luôn không khả năng đem mình đưa vào đi thôi. Đúng vậy à, 800 đại thọ khẳng định sẽ lượt mời 21 châu người, nhị trưởng lão không thể lại phạm sai lầm. Cũng không biết có thể tuôn ra đến cái thứ gì. Thật chờ mong à trên trời cao hỏa vũ nhao nhao vinh vang mà rơi xuống hung hăng đập vào mộ tổ trên tấm bia đá bùm bùm phần phật ngựa ha rốt cục theo quân vô tà sau cùng một ngụm hỏa diễm phun ra mà đi kia lồng lộng mà đứng bia đá ẩm vang nổ tung phát nổ phát nổ bia đá phát nổ a a a đến tột cùng có thể xuất hiện cái gì tuyệt thế chi vật à trời à là cho cốt ai trời à đây chơi phiêu cho cốt ai thật là nhiều cho cốt a à cho cốt à. Tôi kiếm phong một mảnh yên lặng. Nắng ấm yên tận cuối cùng một sợi ánh sáng. Tôi kiếm phong lồng lộng đứng ở kiếm tông, từ đông đến tây cũng là mấy chục đến bên trong, sao trúc nơi trốn rất nhiều. Tuy là giờ ngọ, bốn phía đều biết tiếng nghị luận. Trên trời cao mơ hồ có thể nghe thấy tối kiếm phong đám tiền bối linh hồn, nương theo lấy kia bay lên tứ tán cho cốt chiếu xuống tối kiếm phong mỗi một nơi hẻo lánh. Tựa hồ sen lẫn yêu mỹ dễ nghe quốc túy, lại tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng kia tàn mát tại trên mặt tuyết bị ngọn lửa thiêu đốt đỏ rực hủ cho cốt tại dưới ánh mặt trời ấm áp lóe ra danh danh sáng ngời tựa hồ đang khích lệ lấy tịch thanh y hiếu thuận làm tốt lắm một đám kiếm tông đệ tử nghị luận nói cách khác nhị trưởng lão chính là không có việc gì nhàn đào mộ phần ừm chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy cho cốt đương nhiên mấy ngàn năm xám tất cả đều ở chỗ này đây là chìm xám kia hắn có phải hay không muốn tại diện bích nhai vượt qua hắn 800 đại thọ rồi không biết à? Tịch thanh y nháy mắt, không cam lòng lục lọi trên mặt đất sáng lấp lánh hủ cho cốt. Toàn thân run rẩy, nói liên miên lải nhải, Không thể à, đại bảo kiếm đâu? Ta đại bảo kiếm đâu? Sau đó đứng lên vồ một cái về phía nhìn thấy tình huống không đúng chuẩn bị chuồn đi quân vô tà. Thổ mặt hoành phi, một mặt nổi giận chi sắc. Ngươi không phải nói phong thủy bảo địa sao? Ngươi không phải nói tất nhiên có kiếm sao? Ngay lúc này, đột nhiên một đạo như có như không thanh âm yếu ớt mà tới, thanh âm không lớn nhưng là vẫn như cũ là truyền khắp ở đây mỗi người trong lỗ tai tô bác nhẹ nhàng đẩy ra mượn cơ hội này dựa vào trên người mình nhưng cái nào mò được văn nhân bình tâm con ngươi bình thản khóe miệng cong lên một cái mười phần duyên dáng đường cong là như vậy ôn nhu như vậy làm cho lòng người sinh ấm áp như vậy nho nhã thân sĩ chấp pháp trưởng lão cô ý có ý định xúi dục hư hao kiếm tông mộ tổ dựa theo kiếm tông pháp luật hẳn là làm sao phán à nha cho cốt cũng dương ra Chấp pháp trưởng lão không để lại dấu vết địa nhíu mày, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mặt không thay đổi văn nhân bình tâm, lại liếc mắt nhìn như cũ chưa từ bỏ ý định địa nắm lấy cho cốt địa tịch thanh y, ho khan một tiếng, mở miệng nói, ừm, cần lấy phá hủy kiếm tông tối kiếm phong mộ tổ, ứng phán diện bích nhai hối lỗi 50 năm. Vừa dứt lời, tịch thanh y nhìn qua đã chạy xa quân vô tà, mắt mở thật to, tranh luận nói, không phải ta đốt, là quân vô tà, là quân vô tà đốt à. Các ngươi đều nhìn thấy, các ngươi chờ mắt nhìn à. Quân vô tà nháy mắt, đem hai tay vác tại sau đầu, nhẹ nhàng địa huyết sáo, sau đó nhẹ nhàng nhún vai bàng, một mặt buồn vô cớ mà nhìn xem trời, buồn bã nói. Nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì nha? Là ngươi để cho ta đốt à? Tất cả mọi người nghe thấy được. Ta thật không muốn đốt mộ tổ. Dù sao quấy giày ta kiếm tông tiền bối an bình, ta đốt mộ phần có thể nói là lương tâm bên trên nhận lấy cực lớn khiển trách. Ai? nhưng là ta thân là sư đệ làm sao có thể cự tuyệt nhị sư huynh. Vẫn là đốt đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 42. Đông gió chậm chậm, đánh lá khô phiêu khắp, vung lên quân vô tà y qua nhan dương từ từ. Tịch thanh y chừng mắt con ngươi thần sắc có chút hốt hoảng nhìn một chút văn nhân bình tâm, sau đó nhìn xem quân vô tà nổi giận nói. Quân vô tà, ngươi thật to gan. Rõ ràng liền là chính ngươi đến ta tối kiếm phong đốt mộ phần. Ngươi cũng dám đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh Tại trên người của ta Quân vô tà căn bản liền không nhìn tới tịch thanh y Tịch thanh y lập tức có chút luống cuống Năm mươi năm à Đây cũng không phải là nói đùa Phải biết mình thế nhưng là lập tức sẽ qua Tám trăm đại thọ Cái này nếu là tiến vào nhưng làm sao bây giờ Mà lại nghe nói diện bích nhai rừng thiêng nước độc Lần trước một người cũng là nhốt Năm mươi năm ra về sau đều điên rồi Kia trên mặt đất sạch sẽ ngay cả Khỏa phân chim đều không có Nghĩ được như vậy Tịch Thanh Y vội vàng là một mặt đáng chát nhìn xem Văn Nhân Bình Tâm, mở miệng nói: "Sư tỷ, cái này căn bản liền không phải ta đốt à? Ta cũng không để cho quân vô ta đốt, thật là chính hắn đốt." Văn Nhân Bình Tâm mặt không thay đổi nhìn xem Tịch Thanh Y, "A, à, kia mộ tổ lấy không có, cho cốt phiêu không có phiêu." Lấy, nhẹ nhàng. "Ừm, 50 năm." Tịch Thanh Y có chút nóng nảy, nhìn qua phong cảnh kỳ tú tối kiếm phong, nhìn qua kia đột khởi tại bằng phẳng rộng rãi bốn khoát ruộng lũng, thế núi từ thấp tới cao hiện lên tam hoàn mà trồng vây liền như một đạo tấm chắn thiên nhiên địa tối kiếm phong tốt như vậy phong thủy làm sao lại không có đại bảo kiếm dựa vào cái gì chẳng lẽ cũng bởi vì tô bắc vận khí tốt chẳng lẽ cũng bởi vì tô bắc dáng dấp đẹp trai chẳng lẽ cũng bởi vì là quân vô tà cái kia sao chổi điểm lửa mắt thấy chấp pháp đường người cách mình càng ngày càng gần tịch thanh y kinh hoàng nói đại sư tỷ ta lập tức liền muốn 800 đại thọ à Văn Nhân bình tâm một mặt vẻ bất đắc dĩ, ôm đầu, thở dài một hơi. Việc xấu trong nhà à. Sau đó ánh mắt ra hiệu chấp pháp trưởng lão tăng tốc điểm tốc độ. Đại sư tỷ, ta liền muốn đột phá đến phản hư đỉnh phong à. Đại sư tỷ, ta ta cảm giác hiện tại liền muốn đột phá. Đại sư tỷ, tô bắc câu lên một vòng cười lạnh, sau đó ngẩng đầu một mặt chăm chú nhìn xem tịch thanh y, vô cùng chân thành mở miệng nói. Không có việc gì, nhị ca, tuy nói cái này 50 năm ngươi một năm đều không thể thiếu, nhưng là chờ ngươi 800 đại thọ ngày ấy, ta sẽ cho ngươi làm hai trái trứng. Tịch Thanh Y Tịch Thanh Y tùy ý chấp pháp đường đệ tử đem hai tay của mình trói buộc chặt, sau đó hít vào một hơi thật dài. Đưa lưng về phía kiếm tông đệ tử, hư lạnh nói, 800 năm, ta lặp đi lặp lại nhiều lần ẩn nhẫn. Không có ta tịch Thanh Y, kiếm tông có thể có hôm nay. Có mắt không tròng, kiếm này tông không đợi cũng được. Con ngươi lạnh thấu xương nhìn qua bên kia bưng lấy rượu bình quân vô tà, sau đó nhếch miệng lên một cái kỳ dị, giống như là giò số đồng dạng độ cong. Sau đó nhìn chằm chằm quân vô tà, buồn bã nói, quân vô tà, 50 năm sau gặp, 50 năm ước hẹn. Tịch thanh y thoại âm rơi xuống, quân vô tà nhìn qua cặp kia thâm trầm con ngươi, dưới thân thể ý thức khẽ run rẩy. Ngay sau đó tịch thanh y cùng chấp pháp đường đệ tử chính là phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Văn nhân bình tâm buồn vô cớ địa thở dài một hơi. Trong vòng một ngày đốt đi hai cái mộ phần, thật suối quẩy. Nhìn một chút ở nơi đó như cái người không việc gì đồng dạng Quân Vô Tà, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Quân Vô Tà cũng làm cho hắn đi vào đợi mấy năm đi. Ừm, những người khác tản. Quân Vô Tà, Bất Kiếm Phong, Thảo Đường. Tô Bắc nằm tại trên ghế xích đu, cứ như vậy nhìn xem ở nơi đó đứng bình tĩnh lấy Tiêu Nhược Tình. Tiêu Nhược Tình. Thanh âm trầm thấp, ngữ khí rất là nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo cái gì ý tứ khác. Cứ việc ý tứ này không biết là cái gì ý tứ nhưng là nghe vào tiêu nhược tình địa trong tai lại là có cực kỳ đáng sợ áp chế lực. Không biết là bắt nguồn từ kiếp trước đối với tô bác sợ hãi, hoặc là giờ này ngày này bị tô bác sở tác sở vi chấn nhiếp ở, dưới thân thể ý thức khẽ run rẩy. Tiêu nhược tình hai tay trùng điệp tại bên hông, không dám nhìn tới tô bác cặp kia nghiêm túc con người, nhẹ nhàng địa cắn môi mỏng, vành mắt hiện ra đỏ ý, như thu thủy con người chung quanh có danh danh địa lệ quang. Nhìn xem tiêu nhược tình trương này tràn đầy ủy khuất khuôn mặt, tô bác không khỏi trong lòng mềm nhũn nhưng là vừa nghĩ tới tiêu nhược tình tự tiện chủ trương bộ dáng liền có là cảm thấy trong lòng cơn tức giận này có chút nuốt không trôi ta biết ngươi là thiên mệnh chi tử ngươi làm gì đều có tuyệt đối thiên mệnh khí vận gia thân nhưng là ngươi lúc này mới vừa tới liền đánh lên mộ tổ chú ý cái này nếu là không gõ nàng một chút vậy sau này không được đem thảo đường phòng đóng sốc không được lần này mình nhất định phải xuất ra sư tôn uy nghiêm dù sao mình thế nhưng là sư tôn quá mềm không thể được nhất định phải cứng nghĩ đến đây Tô Bác hừ lạnh một tiếng, đứng dậy chắp hai tay sau lưng, quát lớn, "Nói một chút đi, ngươi phạm vào cái gì sai? Vừa mới đến Kiếm Tông hai ngày liền đem mộ tổ đốt đi, làm sao? Tiếp qua mấy năm cánh cứng cáp rồi có phải hay không ngay cả ta người sư tôn này đều muốn giết?" "Ừm. Đốt mộ tổ, giết sư tôn." Tiêu Nhược Tình nghe được Tô Bác câu nói này, trong lòng run lên, ngập ngừng nói môi, đôi tròng mắt kia chỗ sâu ẩn ẩn có chút bối rối. Tô Bác hẳn là đang thử thăm dò mình. Hắn làm sao biết mình muốn giết hắn? Nhìn xem Tô Bác mặt âm trầm, hướng về mình đi tới, Tiêu Nhược Tình không tự chủ được hướng lui về phía sau. Ánh nắng vẩy vào tinh xảo địa gương mặt xinh đẹp bên trên, da thịt trắng nõn bởi vì quá bối rối khá là trắng bệch chi sắc. Tô Bác đi về phía trước một bước, Tiêu Nhược Tình chính là hướng lui về phía sau một bước. Thở hào hển, trên trán bốc lên mồ hôi dị, bởi vì quá khẩn trương, căn bản cũng không có chú ý tới sau lưng tảng đá kia. Trọng tâm bất ổn mất thăng bằng, mặc kiếm văn cao gót giày theo hung hăng uy một chút mà hậu thân thể lập tức chính là nặng nề mà ngã dầm trên mặt đất tiêu nhược tình đại mi nhẹ nhàng địa nhíu lại bị đau khẽ hử một tiếng ngô thon dài nhẹ tay che lấy thụ thương mất cá chân ngẩng đầu có chút tuyệt vọng nhìn qua mặt không thay đổi tô bắc chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn cùng mình thẳng thắn sao hắn phát hiện mình ngụy trang mình tại sao muốn đốt mộ tổ mấu chốt là hắn cũng không có đi vào còn để tương lai kịch bản có biến động nói cho cùng sợ là hắn ngay từ đầu liền đã biết mình tính toán đi. Cũng không biết là quá thống khổ, hoặc là trong lòng có chút tuyệt vọng, tiêu nhược tình chăm chú địa nhắm lại con người. Thật dài địa lông mi chớp, hồng hồng vành mắt chung quanh nổi lên doanh doanh nước mắt. Nàng đã có thể cảm nhận được tô bác kia có chút nóng rực hô hấp, cùng tựa hồ hướng mình càng đến gần càng gần một đôi đại thủ. Một lát sau, trong tưởng tượng một cái tát kia tựa hồ cũng không có rơi vào khuôn mặt của mình. Tiêu nhược tình cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt kia là một cây ngón trỏ thon dài, cứ như vậy hướng phía trong mắt của mình điểm tới. Tại tiêu nhược tình không thể tin trong ánh mắt, cứ như vậy nhẹ nhàng địa điểm tại mi tâm bên trên. Sau đó một vòng như có như không cười khổ cứ như vậy hiện lên ở tô bắc trên khuôn mặt, cây kia ngón trỏ thuận mi tâm của mình nhẹ nhàng địa tụt xuống, chạm đến môi của mình. Như gió mắt ôn nhu lời nói hiện lên ở tiêu nhược tình địa bên tai, ta ngu xuẩn âu đậu đậu à. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 43. Ta ngu xuẩn Âu đậu đậu à? Âu đậu đậu là có ý gì? Tiêu nhược tình có chút choáng váng. Tô bác nhìn qua một màn này, lông mày nhẹ nhàng địa giãn ra. Xem ra chính mình uy áp mạnh mẽ đã đem đồ nhi dọa sợ, cái này đều nhanh sợ quá khóc, đoán chừng nàng về sau hẳn là liền sẽ không tại hiếu kỳ như vậy bảo bảo. Bất quá chính mình cái này đồ đệ ngược lại là có một chút ngốc à, đất bằng quảng đây không phải là nhân vật nữ chính mới có đãi ngộ sao. Khí vận chi tử cũng có thể sau đó nhẹ nhàng địa thở dài một cái, tại tiêu nhược tình có chút không dám tin trong ánh mắt, ngồi xổm xuống. Ở chỗ này ngồi, chìa chân ra. Tiêu nhược tình thần sắc có chút ngẩn ngơ, sau đó vô ý thức liền đem con kia thụ thương chân đưa tới. Tô bác nhẹ nhàng đem tiêu nhược tình giày theo cởi ra, tất chân hạ ngón chân của nàng óng ánh mà mượt mà, không có chút nào tì vết. Ôn nhu gót chân, duyên dáng mắt cá chân, như là kia thoáng có chút đỏ lên sưng ảnh hưởng tới cái này một phần mỹ cảm. Ngẩng đầu, tấm kia hơi có chút trắng bệch sắc mặt càng là làm cho người cảm thấy thương tiếc một nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ cũng chậm nửa nhịp cái này nhu nhu nhược nhược hảo đồ đệ mình cứ như vậy khi dễ nàng được không liền hai chân này đơn giản chính là tuyệt thế nghệ thuật chân phẩm đến tột cùng muốn cái gì dạng màn hình mới mang động cao như vậy thanh tinh tế tỉ mỉ họa chất xúc cảm à tổ truyền dna tựa hồ tại bạo động tiêu nhược tình từ trong rung động còn không có kịp phản ứng cứ như vậy nhìn xem mình sư tôn nhẹ nhàng địa cao mày phản phục ngắm nghía mình chân nhỏ. Hắn, hắn không phải muốn tới giáo huấn chính mình sao? Vì cái gì đối với mình sẽ như vậy ôn nhu? Mình rõ ràng vừa mới đốt đi mộ tổ tiên của hắn à? Mình rõ ràng là hận hắn hận đến hận không thể cầm đao đem hắn tháo thành tám khối à? Hắn không tức giận sao? Tô bắc ôn nhu đem cái kia vốn là lam lũ địa tất chân cởi ra, mà hậu chiêu nổi lên hiện ra nhàn nhạt, nhạt quang mang, nhẹ nhàng địa bao trùm tại tiêu nhược tình trên mắt cá chân trong nháy mắt một loại ấm áp địa tê tê dại dại cảm giác truyền khắp tiêu nhược tình toàn thân tô bác thật là cái kia tô bác sao tiêu nhược tình như thu thủy con ngươi cứ như vậy nhìn qua một mặt hết sức chăm chú đất là mình trị liệu tô bắc không thể phủ nhận nếu là mình không có ở kiếp trước loại kia tuyệt vọng kinh lịch hiện tại sợ đã là đem toàn bộ thể xác tinh thần đều giao cho hắn đi đây là một cái chí ít mặt ngoài tuyệt đối hoàn mỹ nam nhân tinh tế tỉ mỉ ôn nhu dáng dấp đẹp trai Thế nhưng là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm ra cái loại người này thần cộng phẫn sự tình. Vì cái gì? Nghĩ đến, tiêu nhược tình nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Tô bác ngẩng đầu, trông thấy tiêu nhược tình nước mắt giàn ruộng ngấn, nhìn qua tấm kia nhìn mình vô cùng phức tạp con người. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Chẳng lẽ là mình làm đau nàng? Đau không? Nghĩ nghĩ, tô bác vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi một câu. Tiêu nhược tình lắc đầu, nhắm mắt lại, mặc cho tô bác linh khí tại bên trong thân thể của mình chảy xuôi. Mình thật là không có tiền đồ à. Trước mặt người này thế nhưng là không chút lưu tình liền đem kiếm đâm vào ngươi trái tim à, ngươi còn tại tham luyến hắn đối ngươi một chút ôn nhu. Thật xem thường mình. Nếu là, nếu là hắn thật đối với mình tốt như vậy, thật là tốt bao nhiêu à. Tốt, đã tiêu sưng lên, thử một chút còn đau không. Tô bác có chút lưu luyến không rời đem con kia phấn nộn chân nhỏ để xuống, mở miệng nói. Tiêu Nhược Tình chậm rãi đem giày bàn chân bộ phận thả rơi vào trên mặt đất, ủi ủi mu bàn chân, sau đó đem chọn cái chân trọng tâm chậm rãi rời đến trên mặt bàn chân đi, nhẹ nhàng nâng lên địa vị. Không đau. Tô Bác đem Tiêu Nhược Tình kéo lên, nghĩ nghĩ, đại thủ vẫn là hung hăng vuốt vuốt Tiêu Nhược Tình tóc. Ho khan một tiếng mở miệng nói, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương à. Vi sư cũng không ăn ngươi một bộ này, đàng hoàng đi tu luyện. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt sự tình nhiều lắm, không có thực lực trên thế giới này chẳng phải là cái gì. Biết sao. Nhanh đi cho ta cố gắng tu luyện, mộ tổ ngươi cũng đốt đi, ngươi muốn khí vận hẳn là có đi, môn công pháp kia bên trên còn để ngươi làm cái gì. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, về sau có cơ hội vi sư đang thuyết giáo ngươi. Mắt nhìn thấy trời liền đã tối, ngươi đi trước thảo đường ngủ đi, vi sư đi chuồng heo đối phó một đêm. Tiêu Nhược Tình hít sâu một hơi, nhìn xem quay người chính là rời đi Tô Bắc, con ngươi có chút mê mang, không ngừng mà biến đổi sau đó nhẹ nhàng địa ngồi xuống, đầu tựa vào giữa hai chân. Tỉ mỉ địa trở về chỗ tô bác kia lạnh lùng ánh mắt, cùng đâm về phía mình lồng ngực kia xóa nhói nhói. Lần nữa ngẩng đầu về sau, trong con người một màn kia mê mang trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một vòng vẻ kiên nghị. Sư tôn, vô luận ngươi đối ta làm cái gì? Đạo tâm của ta quyết không nhưng phá hủy. Một thế này, ta tất sát ngươi. Đêm, trăng đêm cho lên. Mặt trời lặn ngủ tây, trăng đêm đã tới mới gặp này nguyệt nhàn nhạt, nhạt mông mông dần dần ngươi trong sáng quang huy bên trong có ban ảnh lượng quanh nổi bật lên tú nguyệt thanh lịch khinh bạc bất kiếm phong chuồng heo tiền chạm đến hai cái thân ảnh dưới ánh trăng phản chiếu một nam tử tuấn mỹ mặt đứng chắp tay lại sau người chính là thân mang tiểu tây giả vớ cao màu đen tuyệt sắc nữ tử trong tay còn cầm một cây thước đồng dạng cây gậy chuẩn bị xong chưa có thể sẽ rất mệt mỏi tô bác nhìn qua kia một vòng trăng sáng thản nhiên nói chuẩn bị xong Đan Vô Khuyết một mặt vẻ kiên nghị nhìn về phía Tô Bác, trong tay chăm chú nắm chặt cây gậy kia. Ta cũng là lần thứ nhất, cũng không có kinh nghiệm gì. Tô Bác nhìn qua kia như cũ hất lên mình thiếp thân quần áo thanh bình kiếm, buồn bã nói. Ừ, đều là lần thứ nhất. Đan Vô Khuyết hít vào một hơi thật dài, mà lần sau ra cái kia đặc biệt thức mở đầu. Tô Bác xoay người, nhìn qua đã đơn giản hình thức ban đầu Đan Vô Khuyết, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó tại Đan Vô Khuyết ánh mắt nghi hoặc bên trong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đỏ khăn quàng cổ, đi đến đan vô khuyết bên cạnh, nhẹ nhàng địa cho nàng choàng đi lên. Tốt, ngươi dùng một chút kiếm pháp đi, để cho ta nhìn xem ngươi tu luyện thành quả. Tô bác tựa ở gắt gao cắm ở mộ tổ bên trên, không có bất kỳ người nào có thể nhổ được đi ra thanh bình kiếm bên cạnh, nhìn qua một mặt trang nghiêm đan vô khuyết. Đan vô khuyết hít vào một hơi thật dài. Trong con ngươi tràn đầy ước mơ nhìn qua tô bác ba ngày ngàn vạn phi kiếm xoay quanh tại tô bắc đỉnh đầu một màn kia mình vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt tuy nói về sau kiếm tựa như là bay mệt mỏi rơi nhưng cái nào đều là kiếm tông đệ tử tại bất kiếm phong phía dưới nhặt được một ngày nhưng là điểm này không chậm trễ mình đối ngũ sư huynh sùng bái vừa nghĩ tới mình lại có thể bị ngũ sư huynh chỉ đạo loại này cơ hội cực tốt tuyệt đối không thể bỏ qua bởi vậy nhìn thấy thời gian vừa mới không sai biệt lắm đến giờ tí chính là không kịp chờ đợi mặc vào cái này thân đặc thù sáo trang đến bất kiếm phong tìm tô bác ngũ sư huynh xin chỉ giáo đan vô khuyết giơ cánh tay lên nhìn trời một lần một tiếng khẽ kêu vô song khiêu chiến thời gian bất chi bất giác đi qua nửa canh giờ tô bắc cao mày nhìn vẻ mặt đổ mồ hôi địa đan vô khuyết không đúng kém một chút hương vị đến cùng là chênh lệch ở nơi đó đây tô bắc khóa chặt lông mày xem ra chính mình có cần phải cho nàng biểu thị một lần động tác cùng sơ hở đến cùng hẳn là làm sao tìm kiếm nghĩ đến đây Tô Bắc thuận tay liền rút lên bên cạnh cắm trên mặt đất kiếm sắt, thân sắc một mặt trang nghiêm mà nhìn xem Đan Vô Khuyết, sư muội, xem trọng vi huynh động tác. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 44. Gió đêm hơi lạnh, dưới ánh trăng một đôi nam nữ. Thanh bình kiếm bên trên hất lên món kia quần áo trong gió nhảy múa, sau đó yếu ớt phiêu chuyển, bay về phía tàn phá chuồng heo. Lấp lánh ánh trăng chiếu rọi tại Tô Bắc trong tay thanh kiếm kia bên trên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt âm vang tiếng kiếm gieo khẽ run thanh bình kiếm nương theo lấy tô bác qua cổ tay thẳng tắp đâm về thương khung đan vô khuyết địa con ngươi khiếp sợ nhìn qua tô bắc, nhìn qua tô bác trong tay thanh kiếm kia trong lúc nhất thời đúng là quên đi hô hấp sư huynh sư huynh rút lên thanh kiếm kia đây chính là đại sư tỷ đều nhổ không nổi kiếm tông trí bảo thanh bình kiếm à cứ như vậy hời hợt không có nửa điểm do dự ngược lại trong con ngươi lại là lâm vào vẻ nghi hoặc cây kia ngốc lông dựng đứng lên trong gió nhoáng một cái nhoáng một cái. Đã ngũ sư huynh có thể nhổ nổi thanh kiếm này, vậy tại sao tại một đám kiếm tông đệ tử nhìn chăm chú phía dưới không rút ra? Chẳng lẽ ngũ sư huynh vẫn là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Tô bác rút kiếm mặc ngâm, trầm thần tĩnh khí, thuận kiếm mà rơi. Dưới ánh trăng chỉ thấy tô bác thanh sam vung như tật, uyển chuyển đi long xà. Cổ tay lật như đãng, như hành vân giống như nước chảy, như suối mà trôi, không có một lát dừng lại. Thái cực kiếm pháp, Hừ hừ, à, hắc. Một giây phá bốn. Một kiếm múa bế, Tô Bác thuận tay liền đem thanh bình kiếm cắm về tới vị trí cũ, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem chấn kinh đến tột đỉnh đan vô khuyết, trong lòng không khỏi có chút dương dương đắc ý. Ai nói mình sẽ không công pháp? Tại Lam Tinh cái nào đó mạt lưu 985 đại học đoạt khóa thể dục lúc, bởi vì thái cực quyền cái này khoa mục khá là dễ chịu, đúng lúc Tô Bác lại là một cá thể dục phế, cho nên trực tiếp ký ức một tay không nghĩ tới chọn cái này thái cực quyền thật xem như cử đi tác dụng lớn. Vậy mà như thế cường thế, không thấy được bát sư muội đều rung động chậm thẫn thờ sao. Tô bác ho nhẹ một tiếng, đem vẫn như cũ ở vào mộng bức bên trong đan vô khuyết đánh thức tới. Sau đó dựa vào thanh bình kiếm bên trên, nhìn qua bị món kia tiểu tây giả chăm chú bao khỏa hiện ra hoàn mỹ đường cong. Cặp kia tinh tế tỉ mỉ địa độ cao trong suốt thật mỏng chỉ đen dưới ánh trăng nhẹ nhàng địa chập trờn. Thần sắc một mặt chính nghĩa nói, sư muội thế nhưng là nhớ kỹ kiếm pháp của sư huynh đan vô khuyết hít vào một hơi thật dài tấm kia tinh xảo địa khuôn mặt tại lấp lánh ánh trăng chiếu dọi xuống bạch như mỡ dê noãn ngọc non mị con ngươi chớp chớp nhìn vẻ mặt cao thâm mà chắc tô bắc bàn tay nắm thật chặt vạt áo nguy rồi mình vừa rồi vào xem suy nghĩ muốn làm sao đi bên ngoài tuyên dương khắp trốn sư huynh cảnh giới là như thế nào cao thâm vậy mà quên đi nhìn sư huynh gây nên mình biểu thị vô thượng kiếm pháp mình căn bản cũng không có nhớ kỹ cái gì à nhìn xem tô bác nhìn về phía mình cặp kia sốt ruột địa con ngươi đan vô khuyết hai chân chăm chú địa nhắm không có mặc dày lòng bàn chân đầu kia gân căng đến thật chặt con ngươi hơi có từng tia từng tia vẻ ảm đạm sư huynh ánh mắt chính là cỡ nào lửa nóng lo lắng à nhất định là mười phần chờ mong mình có thể từ vừa rồi bộ kia không biết là cái thứ gì kiếm pháp bên trong học đến một vài thứ thế nhưng là mình căn bản cũng không có thấy thế nào à mình lại không am hiểu nói láo chỉ có thể nói thật đan vô khuyết làm sơ do dự nhẹ nhàng địa thử dò xét nói. Sư huynh, ta, à, ta nhớ kỹ một điểm. Tô bác nghe được đan vô khuyết câu nói này nhíu nhíu mày, con ngươi dơ lên, một lần nữa nhìn về phía đan vô khuyết mặt. Không thích hợp. Theo mình biết, bác sư muội tuy nói bình thường khờ phê điểm, nhưng đối với công pháp tới nói có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Chẳng lẽ nói, tô bác con ngươi run lên, vô ý thức chính là nghĩ đến cái kia tại núi võ đang sống hơn 100 tuổi lão đầu tử. Nhìn xem đan vô khuyết kiên nghị con ngươi, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh Sự kiện kia chẳng lẽ là thật Ngươi Thật chỉ nhớ kỹ một điểm Tô bác không dám tin nhìn xem đan vô khuyết Sau đó chậm rãi mở miệng nói Đan vô khuyết nhìn xem tô bác đôi trong mắt kia tựa hồ xen lẫn mình không thể lý giải cảm xúc Chỉ cảm thấy mình hoang ngôn bị tô bác đâm xuyên Trong lúc nhất thời có chút quẫn bách Tất chân bao trùm địa chân trái chồng bên phải trên chân Không biết làm sao địa mở miệng nói Toàn Quên hết rồi Tô bác một mặt chấn kinh chi sắc, quả thật như thế. Không nghĩ tới bác sư muội ngộ tính có thể cao đến loại tình trạng này. Cái kia núi võ đang địa lão đầu đã từng cũng đã nói, cái gọi là võ học cảnh giới tối cao chính là không còn đơn thuần bắt chước người khác, mình đi sáng tạo, tâm theo thần động. Đây mới thật sự là kiếm pháp. Tô bác nuốt nước miếng một cái nhìn xem đan vô khuyết, sau đó lắc đầu cười khổ một cái, quay người chắp hai tay sau lưng, nhìn trên trời mặt trăng. Ừm, Bác sư muội Xem ra ngươi đã biết rõ nói ta bộ kiếm pháp kia tinh túy. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đan vô khuyết có chút mộng mà nhìn xem tô bắc. Mình đạt được bộ kiếm pháp kia tinh túy. Thế nhưng là mình rõ ràng không thấy gì cả à? Có thể là sư huynh vì bảo hộ chính mình mặt mũi mới cố ý bộ dạng này nói đi. Đan vô khuyết tùy ý ngốc lông trong gió phiêu động, cau mày, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Sư huynh, sư muội muốn biết đã ngươi có thể rút lên thanh bình kiếm, Vậy ngươi vì sao tại ban ngày không đi rút lên cái này thanh bình kiếm? Rút lên thanh bình kiếm. Tô bác ngây ngẩn cả người. Mình lúc nào nhổ qua thanh bình kiếm? Vừa rồi bất quá là thuận tay rút lên một thanh kiếm. Một thanh. Thanh bình kiếm. Mình vậy mà có thể nhổ được lên bực này thần vật. Tô bác không khỏi hô hấp có chút nặng nề. Ánh mắt nóng rực nhìn xem kia lại dưới ánh trăng lóe ra rét lạnh chi quang thanh bình kiếm. Ban ngày mắt thấy đại sư tỷ bọn hắn cả đám đều nhổ không nổi thanh kiếm này, mình cũng không có đi thử xem dù sao nếu là thật không nhổ ra được vậy cũng quá rơi tất cách thế nhưng là mình nguyên lai là có thể nhổ được đi ra à đây chẳng phải là nói lãng phí một cách vô ích một cái giả tất cơ hội tốt đau lòng đau lòng nhức óc tô bác nhẹ nhàng địa xoa xoa đôi bàn tay sau đó cúi đầu xuống sờ lên thanh này thanh bình kiếm cái này đại bảo bối thật là hương à sau đó đầy cõi lòng mong đợi một tay nắm chặt hướng lên sách hướng lên sách sách Đan vô khuyết nghiêng đầu, một mặt nghi ngờ nhìn xem giống như là tại nhổ củ cải đồng dạng tô bắc, tự nhủ. Kỳ quái, chẳng lẽ ngũ sư huynh là tại cùng thanh bình kiếm gia tăng ăn ý trình độ sao? Nguyên lai like còn có thể dạng này câu thông à? Tô bắc thật sâu thở ra một hơi, con ngươi vẫn ốt mà nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích tí nào địa thanh bình kiếm. Ghê tởm, mình muốn rút ra còn không cho. Vậy mình làm sao thoải mái? Ngay tại hai người nghi vấn thời điểm, đột nhiên tô bắc phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng đứng lên vội vàng là bỏ xuống thanh bình kiếm, quay người, con ngươi một mặt ngưng trọng hướng nơi xa nhìn lại. Có người đến. Tô Bắc nuốt nước miếng một cái. Nhìn qua nháy con ngươi một mặt không hiểu đan vô khuyết. Hắn lờ mờ cảm nhận được một tia như có như không linh khí. Sau đó kia một chương khuynh thành tuyệt thế, nhưng lại là lãnh nhược băng xương khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên ở Tô Bắc trong đầu. Kia là cái tóc trắng bồng bềnh, ăn nói có ý tứ, một cái nhân mày một đám đều là lãnh đạm như đông nước nữ nhân lạnh lùng bên trong mang theo cao quý, cao quý bên trong mang theo yêu nhã. Đan Vô Lan làm sao hơn nửa đêm chạy mình bất kiếm phong tới. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 45. Đan Vô khuyết nháy nháy mắt, nhìn xem Tô Bắc một mặt nghiêm túc bộ dáng, sau đó mở miệng nói, "Là muội muội ai?" Khẳng định là muội muội, ta có thể cảm nhận được nàng một áng mây biển kiếm khí. Mặc dù nàng ẩn tàng rất khá, nhưng là ta hay là có thể cảm thụ được sau đó chính là một mặt vui vẻ bộ dáng xoay người chuẩn bị hướng phía nơi xa hô to muội chỉ là còn không có la lên sau một khắc chính là bị một đôi đại thủ bỗng nhiên từ phía sau duỗi tới chăm chú địa bưng kín đan vô khuyết miệng nhỏ đan vô khuyết vô ý thức vùng vẫy một hồi miệng nhỏ hung hăng hướng phía cặp kia đại thủ cắn trong nháy mắt một cái thật sâu dấu đỏ chính là lưu tại tô bắc trên tay còn lưu lại từng tia từng tia ấm áp điện nước bọt tô bắc cố nhịn đau khổ một mặt khẩn trương che đan vô khuyết miệng không cho cái này khờ hàng lên tiếng. Bởi vì động tác quá cấp tốc, quá thô bạo, Tô bác có thể cảm thụ được đan vô khuyết kia thân chặt chẽ tiểu tây chứa đựng hoàn mỹ đường cong. Ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ. Đan vô khuyết cũng phản ứng lại, sau đó có chút ngượng ngùng mở ra cắn chặt lấy Tô bác đại thủ miệng nhỏ. Chỉ là con người mười phần nghi hoặc nhìn về phía Tô Bắc. Sư huynh vì cái gì không để cho mình gọi tỉ tỉ. Hai người khoảng cách dựa vào là quá gần, đan vô khuyết đã xoay người qua, kia một đôi sao trời con ngươi ở dưới bóng đêm dị thường địa sáng tỏ. tô bắc cảm thụ được trong ngực noãn ngọc ôn hương, trong mũi còn có thể nghe đến đan vô khuyết trên thân đặc hữu loại kia nhạt nhạt mùi thơm ngát. cùng ban ngày đốt khắp nơi đều có, quét sạch sẽ vẫn như cũ lưu lại thịt heo vị. hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau tăng thêm gió đêm quét, để tô bắc có một loại ăn trứng cá muối phối trao cảm giác. hai người tư thế hơi có vẻ mập mờ, tô bắc nhẹ nhàng địa vươn ngón trỏ tại phần môi của mình dựng lên một cái xịt thủ thế nhìn xem đan vô khuyết ánh mắt khó hiểu nhẹ nhàng địa dỉ tay nói tuyệt đối không nên để ngươi muội muội phát hiện ngươi ở chỗ này chưa có lên tiếng một hồi ngươi liền lặng lẽ giấu ở bên kia trong chuồng heo ta để ngươi ra ngươi trở ra có nghe hay không nhìn xem đan vô khuyết nhẹ gật đầu tô bắc lúc này mới buông lỏng ra che đan vô khuyết bờ môi tay đan vô khuyết con ngươi chớp chớp thật dài địa lông mi chớp có chút khó hiểu nói vì cái gì à sư huynh dạy ta tu luyện có cái gì nhận không ra người sao Tô Bắc có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ đan vô khuyết đầu. Nói nhảm, khẳng định nhận không ra người hà. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ. Nữ còn mặc tiểu tây giả tất đen. Cái này nếu để cho đan vô lan nhìn thấy mình như thế khi dễ đan vô khuyết, không được một kiếm chém mình. Cao như vậy lạnh nữ nhân, mình liền không có nhìn thấy qua nàng cười. Kia đối chính mình tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ à, vốn là cùng nàng độ thiện cảm liền không đủ. Cái này nếu như bị phát hiện, quan hệ không được trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Tuy nói mình thích cao lạnh, loại này cao lạnh nếu là công lực xuống tới là sẽ có rất lớn trình độ cảm giác thỏa mãn. Nhưng là, ai? Loại này lãnh đạm nữ nhân là sẽ muốn mệnh, mà lại muốn công lực sợ là nhất định phải có được nhân vật chính mô bản mới được. Về phần đan vô khuyết, bất kiếm phong lên núi xuống núi cứ như vậy một con đường, hiện tại đan vô khuyết chạy khẳng định là không còn kịp rồi. Dùng linh khí, đan vô lan cũng không ngốc, đây không phải là một nháy mắt liền có thể phát giác được đan vô khuyết tại bất kiếm phong kia há không chính là dấu đầu lòi đuôi thế là tô Bác thở dài một hơi sau đó một mặt ngương trọng nhìn về phía đan vô khuyết đừng quản nhiều như vậy làm theo là được nhớ kỹ nhất định không muốn phóng thích linh khí liền cùng chúng ta bình thường luyện công biết sao nhất định không thể để cho muội muội của ngươi phát hiện ngươi tồn tại đây cũng là một loại tu hành đối với sơ hở cùng kiếm tâm tu hành hiểu không Đan vô khuyết một mặt vẻ chợt hiểu, a. À, sau đó một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, mở miệng nói: biết sư huynh, ta nhất định hoàn thành lần này tu hành nhiệm vụ. Sau đó dừng một chút, ngốc lông giật giật, một vòng nhạt nhạt đỏ ửng nổi lên gương mặt, nhẹ nhàng cúi đầu ngượng ngùng nói: sư huynh, tay của ngươi lúc nào buông xuống nha. Tô bác lúc này mới phản ứng lại, như không kỳ sự ho khan một tiếng, đem đặt ở Đan vô khuyết phần eo phía dưới tay thu hồi lại. Mau đi đi. Đoán chừng muội muội của ngươi muốn lên đến rồi. Đan Vô Khuyết nhìn trái phải một chút, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó chính là chui vào trong chuồng heo một cái không có bị thiếu đốt, duy nhất hoàn hảo đống cỏ khô bên trong. Gió nhẹ nhàng địa thổi qua, có thể nhìn thấy cây kia lúc ẩn lúc hiện ngóc lông đón gió tung bay. Ngươi lại thấp hạ điểm, có thể nhìn thấy tóc. Thu được. Bất kiếm phong bên ngoài. Một đạo lén lén lút lút cúi người ảnh nhanh chóng hướng phía Bất kiếm phong chạy tới. Đan Vô Lan dãy núi nhẹ nhàng địa phập phồng con ngươi có từng tia từng tia vội vàng chi sắc bởi vì quá lo lắng hưng phấn linh khí luôn luôn khống chế không nổi ngoại phóng đã trễ thế như vậy chắc chắn sẽ không có người sư huynh quần áo quần áo khẳng định không có bị đem đi đi hắc hắc đây chính là sư huynh thiếp thân quần áo đan vô lan khóe miệng một giọt óng ánh nước bọt dưới ánh trăng lóe ra nhà nhạt, nhạt quang trạch sau đó nhẹ nhàng địa xoa xoa một mặt buồn vô cớ nhìn qua ánh trăng trong sáng ghê tởm tiêu nhược tình đều phạm vào sai lầm lớn như vậy, ngũ sư huynh lại còn như thế dung túng nàng. Nàng này tuyệt đối là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sợ là Tô Bắc đã bị hắn mê đến bừa bãi đi. Hiện tại thời gian này, bọn hắn sẽ không ngay tại. Đan Vô Lan không ngừng mà não bổ, dưới thân thể ý thức khẽ run rẩy sau đó một vòng đỏ ửng bỗng nhiên dâng lên, con ngươi như thu thủy doanh doanh. Ghê tởm, mình muốn ngũ sư huynh quần áo còn muốn hơn nửa đêm đi trộm, có người nói không chừng đã đều chơi chán hít vào một hơi thật dài, đan vô lan vỗ vỗ gương mặt của mình. Dọc theo bất kiếm phong lên núi đường nhỏ đi lên. Trong không khí còn lưu lại như có như không thịt heo vị. Ân, không đúng, kỳ quái. Đan vô lan địa mũi ngọc hung hăng ngửi hai lần, trong con người hiện lên vẻ hồ nghi. Trong không khí có mùi vị của nữ nhân. Không phải tiêu nhược tình. Tựa như là, tỷ tỷ Chẳng lẽ là ban ngày đan vô khuyết lưu lại tại bất kiếm phong. Đan vô lan khóa chặt lông mày, ngưng lông mày như xuyên, từng bước từng bước đi về phía trước sau đó rốt cục đến kiếm tông mộ tổ chức đó ngẩng đầu chính là thấy được một đạo thân ảnh màu trắng trái tim nhảy lên một nháy mắt tựa hồ đình chỉ dưới ánh trăng một cái tuyệt thế nam nhân dựa vào cái kia thanh thanh bình kiếm con ngươi cứ như vậy lạnh nhạt nhìn qua thương khung thần thái bình tĩnh cầm tú giấu uyên hồ khi chất gió tú thanh cương vị ngạo vương hầu ánh trăng ẩn trong khói vẩy xuống khắp núi tuyết trắng tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì lại tựa hồ là đang suy nghĩ tu tiên đạo lý Loang thoáng tựa hồ còn có thể nghe thấy nhạt nhạt Có chút ôn nhu, thanh âm khàn khàn Vô căn thụ, hoa chính u Đã nhập tiên lộ không thể tu Phù sinh sự tình, bể khổ thuyền Đã đi bay tới không tự do Tiên lộ từ từ há vì trường sinh Cùng kiếm tung ca vì hồng nhan Đại đạo vô tình, tiên lộ vô biên Có người theo giúp ta cùng nhau thưởng thức nơi đây Có người theo giúp ta cùng nhau thưởng thức nơi đây Đan Vô Lan con ngươi chung quanh hiện đầy hơi nước, cứ như vậy nhìn qua cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Phanh phanh phanh. Trái tim giống như hưu con sông loạn, gương mặt xinh đẹp nóng lên. Ngô, ngũ sư huynh, là nói ta sao? Hắn muốn cùng ta cùng nhau thưởng thức nơi đây. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 46. Đan vô lan hô hấp có chút gấp rút, gương mặt không dễ dàng phát giác đỏ lên một chút. Sau đó hung hăng lắc đầu, vỗ vỗ tinh xảo địa gương mặt xinh đẹp cong lên môi anh đào để cho mình đầu bình tĩnh lại hắn làm sao có thể là muốn cùng mình cùng nhau thưởng thức nơi đây hắn lại không biết mình sẽ ở nửa đêm len lén đến trộm quần áo mà lại mấu chốt là sư huynh làm sao đã trễ thế như vậy đều không ngủ được à hơn nửa đêm dựa vào kiếm tại thiêu hủy mộ tổ trước đối chuồng heo ngâm thơ đột nhiên một vòng vẻ ngờ vực hiện lên ở đan vô lan được sủng ái bảng phía trên hơn nửa đêm đối chuồng heo ngâm thơ có gì đó quái lạ. Mà lại vừa rồi mình ngay tại trên đường nhỏ ngửi thấy mùi vị của nữ nhân, tuy nói là không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là có. Tô bác cứ như vậy nhìn qua che khuất trăng sáng kia đóa mây đen, nhếch miệng lên một vòng buồn vô cớ địa cười khổ. Cực lực để cho mình thần sắc biểu hiện được càng thêm thương cảm một điểm. Nếu là kiếm tông có giải thưởng, tô bác cho mình cái này sóng tất đánh cao nhất điểm. Là loại kia có thể vinh đăng giả tất thưởng đề danh tên tất. Sau đó chậm rãi xoay người, con ngươi như bình hồ nhìn xem xuất hiện tại Bất Kiếm Phong kia xóa tử sam tóc trắng thân ảnh. Mặc dù không biết nàng hơn nửa đêm tại sao lại muốn tới mình Bất Kiếm Phong, bất quá nhìn nàng tới phương hướng hẳn là chạy thanh này thanh bình kiếm tới đi. Dù sao lúc ban ngày, nàng căn bản cũng không có đi rút kiếm. Hơn nửa đêm thử một chút có thể hay không nhổ cũng là hợp lý. Sau đó Tô Khác trong con ngươi hiện lên một tia nghi vấn chi sắc, nhíu mày, nhìn cách đó không xa đan vô lan chậm rãi mở miệng nói, "Cửu sư muội, ngươi làm sao nửa đêm sẽ xuất hiện đang vi huynh bất kiếm phong đan vô lan thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt, nhạt, nhìn thoáng qua tô bắc nhẹ nhàng ngẩng đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngắm trăng tô bắc vô ý thức ngẩng đầu nhìn xem kia đóa che kín mặt trăng còn không có bay đi mây đen sau đó một mặt cổ quái nhìn xem đan vô lan ồ một tiếng trong không khí một mảnh yên lặng đan vô lan tựa hồ cũng là ý thức được câu trả lời của mình có chút không ổn nhưng vẫn cũ là mặt không biểu tình trực tiếp hướng đi về trước một bên tỉ mỉ địa xem xét cái này bốn phía, một bên lãnh đạm nói. Trong lòng có nguyệt, không trăng liền không thể thưởng. Cô liền thích mây che trăng. Thế nào, bất kiếm phong không thể tới. Tô bác trong lòng cười nhạo, không nghĩ tới mình vậy mà phát hiện cửu sư muội mặt khác. Ngoại trừ cao lạnh bên ngoài, vẫn là cái chết ngạo kiều. Cái này rất rõ ràng chính là đến rút kiếm. Như là tô bác cũng không có ý định chọc thủng nàng, nếu để cho nàng thạnh quá hóa giận, độ thiện cảm coi như soát không đi lên. Đương nhiên, vi huynh cái này bất kiếm phong ngươi tùy thời đều có thể tới. Tô Bắc chắp hai tay sau lưng, sau đó yên lặng từ thanh bình kiếm bên cạnh rời đi, mở miệng nói. Dù sao nàng nhưng thật ra là đến rút kiếm không phải. Bất quá, nàng tại nhưng chỗ nào nhìn cái gì. Đan vô lan con ngươi rời rạc, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, mũi ngọc trong không khí cẩn thận hít hà. Mặc dù trong không khí tất cả đều là kia nồng hậu dày đặc thịt heo hương vị, nhưng là đan vô lan hay là từ đó tìm được một vòng không thuộc về tô bắc hương vị. Có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ là Tô Bắc hơn nửa đêm không ngủ được, cùng đồ đệ của hắn tại mộ tổ chức mặt chơi cái gì nhận không ra người dã ngoại trò chơi nhỏ. Loại tình tiết này, mình thấy như là tại sư tôn ngươi nghe ta giải thích à. Bên trong quyển sách này thấy qua. Sau đó lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bắc con ngươi một mặt phức tạp chỉ ý. Dù sao mình cũng không phải cái gì bảo thủ người, đối với những này nho nhỏ yêu thích là có thể tiếp nhận như là đan vô lan không thể nhịn được là cùng tô bắc tại một khối chơi người kia không phải mình chính rõ ràng liền ngay cả cái đuôi đều chuẩn bị xong liền đợi đến cầm tô bắc thiếp thân quần áo trở về đâu tô bắc nhìn thấy đan vô lan nhưng chỗ nào nhìn ánh mắt trong lòng trong nháy mắt có chút hốt hoảng trong con người lóe lên một vẻ bối rối chi ý đáng chết mình làm sao lại nghĩ đương nhiên coi là đan vô lan chính là đến rút kiếm vạn nhất nàng là tìm đến đan vô khuyết đây này nghĩ đến đây cái khả năng Tô Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem trên mặt tuyết đan Vô Khuyết luyện công lưu lại từng cái chân nhỏ ấn, bất động thanh sắc đi lên trước, mở hông, hai chân hung hăng lục lọi mặt đất, hủy diệt chứng cứ. Đan Vô Lan đại khái nhìn một vòng, ngược lại là không nhìn thấy cái gì chỗ dị thường. Sau đó liền thấy Tô Bắc hủy thi diệt tích động tác, đầu lông mày chỗ hiện lên một tia nghi hoặc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Sư huynh đang làm cái gì?" Tô Bắc không có dừng chân lại bên trên động tác, thần tinh lạnh nhạt địa mở miệng nói gần nhất đối với một loại thân pháp có một chút cảm ngộ. Đang ở tại tu luyện khẩn yếu trước mắt, cho nên vi huynh bước chân lúc cần phải khắc địa đi phiêu động. Đan vô lan gảy nhẹ đại mi, một vòng vẻ nghi hoặc phù hiện ở trên mặt. Nàng đối với tô bác cái này gượng ép giải thích mình rất không hài lòng. Nào có người luyện công biết lái không? Sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên liền thấy tô bác bên cạnh một cây gậy phía trên. Tuy nói cái này cây gậy rất không đáng chú ý, nhưng là làm sao lại có như thế một cây vừa dài lại thẳng cây gậy. Thấy thế nào làm sao có thể nghi Đan vô lan bước nhanh hướng đi về trước mấy bước Chính là muốn đi lấy cây gậy kia Tô bác trông thấy đan vô lan động tác Trong nháy mắt giật nảy mình Thầm nghĩ trong lòng không ổn Quả nhiên cái này cao lạnh bà nương Chính là đến kiểm tra phòng Tra phòng Nhà ai ngắm trăng nhìn cây gậy à Sau đó vượt lên trước một bước cầm lấy cây gậy kia Đâm vào y phục của mình bên trong Ở phía sau lưng gãi ngứa Dù sao theo tô bác biết Đan vô lan bệnh thích sạch sẽ thế nhưng là nghiêm trọng đến nhất định tình trạng. Căn này cây gậy chính mình cũng thiếp thân dùng qua, nàng tất nhiên không có khả năng lại đi tra xét. Đây chính là đan vô khuyết luyện công cây gậy, phía trên còn lưu lại mùi của nàng. Tuyệt đối không thể để cho đan vô lan phát hiện. Đan vô lan một mặt khiếp sợ nhìn xem tô bác đem cây gậy kia tiến vào phía sau lưng, nước nhuận con ngươi trong nháy mắt chính là thẳng, tinh xảo gương mặt trong nháy mắt nổi lên một tia đỏ ửng, Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Kia, đây chính là sư huynh đã dùng qua cây gậy. Sư huynh cây gậy à? Ngay tại Đan Vô Lan ngay người thời khắc, bên tai truyền đến Tô Bác thanh âm, cửu sư muội không có chuyện gì liền trở về đi. Vi huynh cũng có chút thiếu ngủ, chuẩn bị nghỉ tạm. Đan Vô Lan ngẩng đầu thuận phương hướng chính là thấy được đứng tại chuồng heo trước Tô Bác, cầm trong tay cây gậy, một mặt ôn hòa trí ý. Xuyên qua Tô Bác thân ảnh, có thể thấy được một cái cao cao to to đống cỏ khô. Một cái chuồng heo bên trong duy nhất hoàn hảo chuồng heo mà chuồng heo phía trên đặt vào một bộ y phục. Đúng là mình một mực tại tâm tâm niệm niệm, tô bác thiếp thân quần áo. Đan vô lan cưỡng chế trong lòng mừng thầm chi sắc, mím môi một cái, con mắt có chút lắc lư, hít sâu một hơi buồn bã nói. Vậy sư huynh liền đi nghỉ ngơi đi. Bất kiếm phong ánh trăng vừa vặn, sư muội muốn tại bất kiếm phong trắng đêm ngắm trăng. Cô khi còn bé liền từng ngủ ngoài trời qua dã ngoại, cũng ngủ qua đống cỏ khô. Tô bác sững sờ, trái tim trong nháy mắt chính là phanh phanh trực nhảy, trong lòng bàn tay khẩn trương có từng tia từng tia mồ hôi tràn ra. Nói đùa, làm sao có thể để nàng đến chuồng heo đống cỏ khô? Nếu không phải vừa rồi đan vô khuyết cây kia ngốc lông lại lộ ra, mình làm sao có thể lại tới đây cản trở? Sau đó tô bác chính là một mặt nghĩa chính ngôn từ từ chối. Sư muội, ngươi sao có thể ngủ đống cỏ khô đâu? Cỏ này đống sư huynh ngủ liền tốt. Ngươi có thể đi ta bất kiếm phong đỉnh núi nghỉ ngơi một lát. Sư huynh thảo đường cũng là rất thoải mái dễ chịu bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 47. Đan Vô Lan giờ phút này cũng sớm đã bị tô bắc cây gậy, cùng đống cỏ khô bên trên món kia thiếp thân quần áo làm chóng váng đầu óc. Hô hấp bất trí bất giác đều mang nhẹ nhẹ nóng rực. Hôm nay mình nhất định phải đem hai tên này mang về. Cỏ này đóng mình tất ngủ không thể. Đan Vô Lan trừng mắt hạnh bò ò, không thi phấn trang điểm địa khuôn mặt tại cái này mông lung dưới ánh trăng lộ ra rất có vài phần không dính khói lửa trần gian hương vị. Nếu như xem nhẹ kia tập tử sam dưới váy dài, bởi vì có chút kích động mà nhẹ nhàng địa run rẩy hai chân. Cô muốn ở chỗ này ngắm trăng. Đan Vô nhìn xem Tô Bắc, làm ra lãnh đạm bộ dáng, thanh âm thanh lãnh, từng chữ nói ra mở miệng nói. Ta cũng nghĩ tại đống cỏ khô bên trên đi ngủ. Nhìn thấy Đan Vô Lan một mặt dây dưa không bỏ chi sắc, Tô Bắc chỉ cảm thấy mình hẳn là xuất gia làm sư huynh gắng gượng, đối mặt Đan Vô Lan đôi trong mắt kia, cũng là mở miệng nói. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong không khí tràn ngập một tia không biết phải làm thế nào tự thuật kỳ quái không khí thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua tô bắc cắn răng nếu không phải đan vô khuyết ngay tại cỏ này đống phía dưới mình làm sao có thể cùng cái trò này đối mặt lâu như vậy nàng nói nàng muốn ở chỗ này ngắm trăng chó đều không tin tuyệt đối là đã nhìn ra cái gì không được mình tất nhiên không thể xì hơi thế nàng không có cưỡng ép vạch mặt vậy đã nói rõ nàng vẻn vẹn chỉ là suy đoán Minh liên chơi sỏ lá, trực tiếp nằm tại cỏ này đống bên trên, nàng con có thể cùng lên đến hay sao? Nghĩ được như vậy, Tô bác hừ lạnh một tiếng. Sau đó tại đan vô lan hơi kinh ngạc trong con ngươi, bất động thanh sắc vọt lên, đặt mông an vị tại đống cỏ khô bên trên. Ngô! Yên tĩnh bất kiếm phong bỗng nhiên truyền ra một tiếng như là rồi mũi nhỏ bé thanh âm. Như là Tô bác cùng đan vô lan cũng không phải người bình thường, không nói mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, một tí tẹo như thế thanh âm vẫn là nghe ra không khí mười phần yên tĩnh. Tô bác trong nháy mắt mặt như màu đất. Ngay tại vừa mới hắn ngồi xuống thời điểm, tựa hồ loáng thoáng đặt ở một cái mềm mại đại đoàn mà phía trên. Đống cỏ khô hạ đan vô khuyết tựa hồ cũng biết mình làm ra xong việc, tay nhỏ vội vàng là bịt miệng lại môi, nín thở. Thân thể không nhúc nhích, cứ như vậy nằm ngửa tại đống cỏ khô bên trong. Chỉ là con người ẩn ẩn có chút ủy khuất chi sắc, cảm thụ được trên người cái kia thể trọng. Đan vô lan nhíu lại đuôi lông mày, con ngươi một mặt nghi ngờ nhìn xem cái kia đống cỏ khô nhẹ nhàng mở miệng nói thanh âm gì tô bác nhẹ nhàng địa lau một chút mồ hôi lạnh trên trán sau đó cười cười đem toàn bộ thân thể đều nằm ở đống cỏ khô phía trên mở rộng một chút cánh tay thở dài một tiếng ngô a à, không có gì thanh âm là vừa rồi quá mức dễ chịu ta khẽ hử một tiếng ngô 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 tô bác một mặt cười nhìn xem đan vô lan giải thích nói chỉ là tại trong tay áo hơi có chút run rẩy không chỗ sắp đặt lấy tay không có chỗ nắm lấy dù sao đan vô lan cũng không phải đan vô khuyết loại này khờ hàng cũng không biết mình loại này sức sẹo địa lý từ có thể hay không lừa gạt qua nàng khẩn trương thời khắc tô bắc dưới hai tay ý thức hướng phía dưới một chảo tại tô bắc dưới thân bị lác đác không có mấy dơm dạ chỗ che lại đan vô khuyết toàn thân vô ý thức một cái căng cứng óng ánh hàm răng nhẹ nhàng cắn nông cạn môi đỏ hô hấp loạn mấy phần sau đó con người thoáng có chút căm tức nhìn xem phía trên tô bắc. Sư huynh ở nơi nào bắt đâu? Mặc dù mình đem sư huynh coi như anh em tốt, nhưng là anh em tốt cũng không thể bắt. Đan à, Vô Lan con người híp cứ như vậy nhìn xem tô bắc, hô hấp phập phồng mấy lần. Mình cũng không giống như Đan Vô khuyết như thế là cái khờ phê, cái này đống cỏ khô có vấn đề. Ngũ sư huynh vẫn luôn đang cực lực địa ẩn giấu đi cái gì? Cái kia đống cỏ khô phía dưới tuyệt đối có người. A, à, quả thật như thế hơn nửa đêm tại trong chuồng heo chơi loại này dã ngoại trò chơi. Cũng không biết người này là ai. Bởi vì trong không khí hỗn tạp thịt heo vị, Đan Vô cũng không thể xác định cái mùi này. Nghĩ đến ở đây, Đan Vô Lan nhếch miệng lên một vòng cười lạnh chi ý, thanh lãnh con ngươi cứ như vậy nhìn xem Tô Bắc, chậm rãi nói. Sư huynh đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đang khẩn trương. Còn xin sư huynh đi thoải mái dễ chịu một điểm địa phương sớm đi nghỉ ngơi đi. Sau đó chính là di chuyển lấy bước chân, từng bước từng bước hướng phía tô bắc ngây ngô đống cỏ khô đi tới tô bắc nuốt một cái nước miếng trái tim giống như đế vương động cơ điên cuồng địa nhảy lên cứ như vậy một mặt khẩn trương nhìn xem càng ngày càng gần đan vô lan nhìn qua tấm kia lạnh lùng như băng bị mây đen che kín địa nguyệt dưới ánh sáng kia từng sợi tứ tán tóc trắng từ gương mặt của nàng rủ xuống song song muốn bị phát hiện cái này danh dự của mình sẽ không hủy hoại chỉ trong chốc lát đi lấy đan vô lan loại tính cách này tuyệt đối sẽ thiết diện vô tư, quang minh chính đại, quang minh chính đại xử lý chuyện này. mình cái này kêu cái gì? cái này gọi cố ý hướng dẫn đần độn thiếu nữ tội. trước pháp đường người nếu là vừa đến, mình tuyệt đối muốn đi vào bồi tịch thanh y cùng quân vô tà đi. không được, sao có thể dạng này? tô bác trong lúc nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu. càng nghĩ trong con người lóe lên một tia kiên nghị. có biện pháp, biện pháp này không thành công thì thành nhân đều nói loại này cao lạnh nữ tử đối với mình trong trắng coi trọng nhất, đặc biệt là giống đan vô lan loại này cao lạnh ở đây tiên nữ. Cho dù là bị xú nam nhân sờ soạn một chút, cũng có thể đều sẽ rút kiếm giết người kia. Nhưng là cũng có khả năng đối nam nhân kia sinh ra hết sức phức tạp địa tình cảm. Cái này đều nói không chính xác. Dù sao Mỹ đỗ toa giết tới giết lui không phải liền sinh ra tới cái nhỏ tiêu tiêu. Mình không động thủ, không vì tương lai đi phấn đấu một chút là khẳng định sẽ xong. Nhưng là động thủ, vậy thì có một nửa xác suất thành công. Cũng không cần làm quá nhiều, chỉ cần cùng nàng có cái thân mật tiếp xúc là đủ rồi. Tô bác con người hơi địa biến đổi một chút, sau đó một cái đứng dậy, đem cây gậy ném đi xuống dưới, thế xét đánh không kịp bưng tai, từ đống cỏ khô bên trên nhảy xuống tới, dư quang nhìn chuẩn cái này cây gậy, một cước chính là đạp đi lên. Thân thể một cái mất trọng lượng chính là hướng đan vô lan nhào tới. Đan vô lan nhìn xem làm bộ trượt chân hướng mình đánh tới tô bác cái này sức sẹo diễn kỹ, con ngươi đầu tiên là kinh ngạc một chút. Đang hiểu rõ Tô Bác ý nghĩ về sau, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng dưng, một vòng hồng vân từ cái cổ trắng ngọc bay lên, nhếch miệng lên một vòng cười ngớ ngẩn. Sau đó đôi mắt đẹp nhẹ nhàng địa híp, liền chuẩn bị như thế tùy ý Tô Bác đem mình ngã nhào xuống đất bên trên. Chợt, lông mày đột nhiên lại nhíu một chút. Tô Bác cái này ngã sấp xuống phương thức không đúng. Dựa theo cái tư thế này, cái tốc độ này, cái góc độ này, khẳng định quẳng không đến trên người mình à. Đan Vô Lan hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau một khắc trong con ngươi chính là nổi lên một vòng vẻ kiên nghị. Ngay sau đó sử xuất chân trái vấp chân phải chiêu thức, cả người liền là hướng phía Tô Bắc sắp trượt chân phương hướng ngã quá khứ. Ngô. Tô Bắc ôm trong ngực Đan Vô Lan thẳng tắp ngã dầm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trên tay xúc cảm ấm áp tinh tế tỉ mỉ, sau đó cứ như vậy nhìn qua con ngươi tựa hồ có chút kinh hoàng Đan Vô Lan. Tại sao là tựa hồ có chút kinh hoàng? Bởi vì Tô bác có chút không quá xác định hắn luôn cảm giác đan vô lan con ngươi chỗ sâu tựa hồ có một tia cảm giác thỏa mãn khoảng cách của hai người rất gần có thể cảm nhận được tương hỗ nóng rực hô hấp ngay lúc này đột nhiên tô bắc phía sau lưng mát lạnh trên bầu trời phá không thanh âm hết sức rõ ràng tấm kia cuồng địa linh khí không chút nào làm che giấu địa cứ như vậy phách lối phóng thích ra hướng phía bất kiếm phong chạy tới hai người dưới đất con ngươi không hẹn mà cùng liếc nhau một cái tô bắc nuốt nước miếng một cái mở miệng nói đại đại sư tỷ bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 48. Yên tĩnh bầu trời đêm, có chút lạnh xuống đến gió nhẹ nhàng thổi. Mây đen rốt cục tản, ánh trăng rào rào, phản chiếu không dưới kiếm phong trên mặt tuyết, giống hai cái nhuyễn trùng đồng dạng dính hợp lại cùng nhau hai cái thân ảnh. Ánh trăng như nước hồ lan tăn tô bắc một cái tay cứ như vậy đặt tại một cái không đúng lúc địa phương, ép tới dưới người hắn đan vô lan đại mi khóa chặt, một vòng đỏ ửng phụ lên mặt gò má. Nói thật ra, không nghĩ tới cái này lãnh nhược băng sơn nữ nhân, đúng là non cùng đậu hũ, ân, cùng đại sư tỷ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sau đó Tô Bắc có chút bối rối. Đương nhiên hốt hoảng nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì mình cùng đan vô lan cái này mập mờ động tác. Cũng không phải bởi vì đan vô lan kia nhìn qua có chút dị thường biểu lộ. Bất kiếm phong buổi tối hôm nay đến cùng là thế nào? Tô Bắc có chút nhớ nhung khóc. Đại sư tỷ làm sao hơn nửa đêm không ngủ được chạy mình bất kiếm phong tới tính cả nằm tại thảo đường ngủ say xưa lớn cảm giác tiêu nhược tình, bốn nữ nhân, cái này đều đủ góp một bàn mặt trược. Đan vô lan con ngươi doanh doanh mà nhìn xem tô bắc, cảm thụ được tô bắc cái kia chỉ có lực đại thủ trên người mình nơi nào đó nén. Trong lòng không khỏi là ẩn ẩn nổi lên một loại không cách nào ngôn ngữ địa thỏa mãn cảm giác. Giống như là nở lớn khí cầu rốt cục đạt được thả ra loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng mà ngay sau đó nàng chính là cũng đã nhận ra cái kia đạo cấp tốc phá không thân ảnh. Đại sư tỷ tô bác cuống quýt địa từ đan vô lan trên thân bỏ lên đan vô lan nhíu mày lại hô hấp hơi có vẻ gấp rút lãnh nhược băng sơn gương mặt bên trên trong con người nổi lên từng tia từng tia lạnh ý chậm rãi từ dưới đất bò dậy sửa sang lại một chút có chút xốc xếch vạt áo đáng chết đại sư tỷ làm sao hơn nửa đêm đến bất kiếm phong sẽ không phải nàng cũng đối ngũ sư huynh cảm thấy hứng thú à cái này sao chổi đồng dạng nữ nhân không có việc gì tới quấy dày cái gì loạn nếu là nàng không đến lẫn vào một cước ngũ sư huynh có thể từ trên người chính mình sao? Mình rõ ràng đã có thể cảm nhận được tô bác nhịp tim tăng nhanh. Thậm chí còn loáng thoáng địa đã nhận ra tô bác thủ lĩnh tựa hồ có chỗ dị động. Mà lại cái yếm đều giải khai một nửa. Nàng nếu là không đến, có phải hay không mình một hồi liền có thể dùng tới cái đuôi? Nàng nếu là không đến, có phải hay không mình một hồi liền có thể cầm tới thật cây gậy rồi? Nàng nếu là không đến, có phải hay không mình 10 tháng về sau mình liền có tô đại rồi? Nàng nếu là không đến, có phải hay không? một vòng oán hận chi ý không che giấu chút nào địa hiện lên ở đan vô lan gương mặt bên trên ngay tiếp theo cặp kia trong con ngươi lạnh như băng lóe ra vô hạn sát ý vừa mới bò dậy tô bác ngẩng đầu chính là thấy được đan vô lan cặp kia lạnh thấu xương con ngươi dưới thân thể ý thức dùng mình một cái ta đi mình quả nhiên đem cái này nữ nhân làm phát hỏa đan vô lan cái ánh mắt này rất rõ ràng chính là làm cho mình nhìn à trong này lại không có người khác luôn không khả năng là bởi vì đại sư tỷ đi xong mình thua cuộc Cửu sư muội sẽ không phải muốn hiến tế mình giữ lại trong sạch của mình đi. Mà lại, hiện tại nàng mặc đồ này, kia quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, thậm chí chỗ cổ ngọc còn có một tia chưa tán đi đỏ ửng. Nghĩ như thế nào đều sẽ bị người hiểu lầm. Tô Bác bình tĩnh một chút nội tâm ba động. Bình tĩnh một chút mình muốn nộ phóng kiêu ngạo, vận chuyển linh khí để long đầu thấp kiêu ngạo đầu lâu. Tỉnh táo, việc cấp bách trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Mình nhất định phải bày ra cao nhân phong phạm dạng này mới có thể để cho thi thể của mình càng thêm mỹ quan một điểm khẽ thở ra một hơi bên tai chuyển đến đại sư tỷ thanh âm xe gió tựa hồ cách bất kiếm phong càng ngày càng gần tô bác chấp hai tay sau lưng một mặt bình tĩnh nhìn xem đan vô lan mở miệng nói sư muội vừa rồi vi huynh thật là cố ý đan vô lan giấu ở đống cỏ khô bên trong đan vô khuyết khục không phải vừa rồi vi huynh thật không phải là cố ý giỏ hoạt một chút giẫm lên cây gậy trăng sáng dưới Tô Bắc một mặt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí Đan Vô Lan, Nguyệt bào Thanh Quan đứng chắp tay, vừa như đục ngọc khói bay. Kỳ thực nội tâm lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Một hồi đại sư tỉ ra, cái chàng diện này muốn làm sao giải thích? Mình tuyệt đối không muốn đi vào dẫm máy may à? Đan Vô Lan ngay tại nổi nóng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn xem trước mặt trứng trạc đàng hoàng Tô Bắc, hư lạnh một tiếng. Bất quá mắt thấy lấy văn nhân bình tâm cái kia sao chổi liền muốn tới, nếu như bị nàng phát hiện mình trên bất kiếm phong vậy cũng không tốt giải thích dù sao mình ngày thường hình tượng cùng người thích không thể bị băng rơi xem ra nhất định phải trốn đi đan vô lan con ngươi cứ như vậy ngắm nhìn bốn phía oánh oánh dưới ánh trăng đốt hắc cây khô mộ tổ bên trên kiếm sắt rách dưới chuồng heo cùng cái kia hoàn hảo không chút tổn hại chuồng heo liên quyết định là ngươi đan vô lan con ngươi sáng lên sau đó vội vàng di chuyển lấy thon dài đùi ngọc hướng phía cái kia chuồng heo chính là chạy tới Tô Bác nhìn xem Đan Vô Lan động tác, trái tim trong nháy mắt chính là nâng lên trong cổ họng. Mắt thấy Đan Vô Lan thân ảnh đã chui vào cái kia đống cỏ khô. Ngay sau đó trên bầu trời kia chói tai tiếng xé gió cũng rốt cục từ bên trên từ hạ rơi xuống. Tô Bác khóe miệng lộ ra một vòng đáng chát. Tuyệt vọng nhắm lại con ngươi, cứ như vậy tùy ý kia xóa ánh trăng vẩy vào cô độc thê lương trong lòng. Nếu như tà ác là hoa lệ tàn khốc trương nhạc, hắn trương cuối ta sẽ vụng trộm viết lên. Dưới ánh trăng, văn nhân bình tâm người mặc xa mỏng, bên ngoài khoác một kiện thêu thùa nguyệt áo theo gió nhẹ nhàng địa phiêu đãng mang theo lấy một tia vũ mị con ngươi mang theo vài phần nhìn thấu thế gian hết thảy lười biếng cứ như vậy lộng lẫy địa rơi xuống bất kiếm phong đỉnh núi sau đó chính là nhìn thấy đứng bình tĩnh tại thanh bình kiếm trước nhắm mắt lại tô bắc lập tức trong con ngươi vẻ nghi hoặc chính là vung đi không được sư đệ đây là đang làm cái gì luyện công thật chẳng lẽ như hắn nói tới hắn mỗi ngày đều tại không biết ngày đêm tu luyện văn nhân bình tâm đôi mắt đẹp lưu chuyển sau đó hướng phía Tô Bác đi tới, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên mặt đất xúc xích dấu chân, sau đó xích lại gần Tô Bác lỗ tai, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bác Bác đang làm cái gì?" Tô Bác chóp mũi quanh quần lấy văn nhân bình tâm trên người kia cỗ quen thuộc mùi thơm, bởi vì khuôn mặt của nàng cách tai của mình khuếch quá gần. Tô Bác có thể cảm giác được nàng một sợi sợi tóc cứ như vậy tại lỗ tai của mình nổi lên quét lấy. "Có chút ngứa." Tô Bác thở dài một hơi, mở mắt, nhìn qua cặp kia gần trong gang tấc địa con ngươi, khổ sở nói: bất kiếm phong mộ tổ không có, sư đệ đang suy nghĩ một hồi cho cốt của mình muốn chôn ở ở đâu. Văn Nhân Bình Tâm lông mày nhíu chặt, lui lại một bước tỉ mỉ đánh giá Tô Bắc, một mặt vẻ cổ quái. Chẳng lẽ sư đệ điên rồi? Văn Nhân Bình Tâm nhẹ nhàng địa lắc đầu, không nghĩ ra. Dù sao Tô Bắc cổ quái địa phương nhiều lắm, cũng không kém cái này một tiên nửa điểm. Sau đó vỗ vỗ Tô Bắc bả vai mở miệng nói, "Bắc Bắc, hôm nay ta đi tàng kiếm các dạo qua một vòng." tra duyệt một chút cùng ta kiếm tông trí bảo thanh bình kiếm có liên quan tin tức văn nhân bình tâm gánh vác lấy tay nhìn qua thanh phong minh nguyệt nhìn qua cách đó không xa cái kia đống cỏ khô long mi vô ý thức chớp chớp cúi đầu xuống nhìn xem trên mặt đất tạp nhạp dấu chân nhìn xem đống cỏ khô phía trên món kia quần áo khóe miệng hiện ra một vòng ý vị thâm trường đường cong sau đó ung dung địa xoay người hướng phía cái kia thanh thanh bình kiếm đi đến mình già vẫn là người trẻ tuổi sẽ chơi bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao Đồ đệ thiên phú khóc thét tập 49. Văn nhân bình tâm mặc dù là nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là nàng cũng không có muốn đi vạch trần tô bắc. Chắp hai tay, mặc cho nguyệt áo xa mỏng dưới ánh trăng nhẹ nhàng địa phiêu động, buồn bã nói. Những này liên quan tới thanh bình kiếm tương quan thư tịch không ở ngoài tổng kết mấy điều kiện. Đầu tiên, nhất định phải đạt được thanh bình kiếm tán thành mới có thể thành công rút ra thanh kiếm này. Đương nhiên, cũng có thể không để ý nó cảm thụ địa cưỡng ép rút ra, nhưng là cái này nhất định phải ngươi có đại thừa thực lực mà có thể được đến thanh bình kiếm tán thành cần có được không ta hoặc là quên mình cảnh giới cỡ này ai văn nhân bình tâm buồn vô cớ địa thở dài một hơi sau đó nhìn xem vẫn như cũ là đứng tại chỗ tô bắc chắp hai tay sau lưng tiếp tục nói ra xem ra ta kiếm tông hẳn là không có bất kỳ người nào có tư cách rút lên thanh kiếm này cái này thanh bình kiếm cũng chỉ có thể tại cái này bất kiếm phong làm cái linh vật dù sao không ta vong ngã cảnh giới cỡ này không có cái gì đặc thù cảnh ngộ đoán chừng đời này vô vọng tô bác lấy lại tinh thần nhìn xem văn nhân bình tâm bóng lưng không chỉ có là thở dài một hơi rõ ràng là mình dọa mình đại sư tỷ cái gì cũng không biết mà hiện tại xem ra phiền phức của mình chỉ có một hồi đôi kia tại đống cỏ khô bên trong gặp mặt sinh đôi bất quá nàng tới đây làm gì cũng là hơn nửa đêm đến rút kiếm văn nhân bình tâm đã đi đến cái kia thanh thanh bình kiếm bên cạnh mà hậu thân thể dừng lại dãy núi phập phồng, thật sâu hít một hơi khí lạnh. Nhìn xem trên đất thanh kiếm kia, trong con người hiện lên một vòng thâm ý chi sắc. Thanh bình kiếm bị rút ra qua. Hơn nữa nhìn chung quanh bùn đất dáng vẻ là rất nhẹ nhàng rút ra, lại rất nhẹ nhàng cắm đi vào. Chẳng lẽ nói Tô Bắc có thể nắm giữ thanh này thanh bình kiếm? Văn nhân bình tâm con người biến đổi, trong lòng phảng phất là nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn kinh chi sắc không cách nào ngôn ngữ. Vậy tại sao ban ngày Tô Bắc không đi rút ra thanh kiếm này? Cái này không phù hợp hắn thích khoe khoang tính cách à? Chẳng lẽ mình đối với hắn lý giải còn chưa đủ? Là, mình quá mức tự cho là đúng. Tô bác làm sao có thể là đơn giản như vậy người? Cứ việc ngày bình thường tựa hồ là biếng nhác không có tinh thần phấn chấn, thích cá ướp muối, nhưng có khả năng hay không đây hết thảy đều là hắn trang đầu. Nghĩ tới đây, văn nhân bình tâm vô ý thức kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, con người phức tạp nhìn xem tô bác. Tô Bác Phong khinh vân đạm mà nhìn xem Văn Nhân Bình Tâm, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Văn Nhân Bình Tâm nhìn qua như lòng như ngọc Tô Bác, trong lòng một tia dòng nước ấm nhuận thấm. Tô Bác trưởng thành à, gương mặt kia thật là tốt nhìn à, có một số việc cũng là có thể phó thác. Sau đó Văn Nhân Bình Tâm nhìn xem Tô Bác, mở miệng nói, Bác Bác, đối với tông môn chiêu tân đại hội vấn đề tiền bạc, ngươi có tính toán gì không? Tô Bác trầm ngâm một chút, sau đó nhìn xem Văn Nhân Bình Tâm mở miệng nói, sư tỷ sư đệ trước đó là định đem trong chuồng heo heo bán đi bất quá xem ra phương pháp này là không thể thực hiện được mấy ngày nay sư đệ dự định ra tông môn một chuyến đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không gom góp đến một bút tài chính nghe được tô bắc văn nhân bình tâm nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên là nghĩ đến cái gì nhìn một chút trên đất thanh kiếm kia trầm tư một chút tô bắc có thể nhổ được lên thanh bình kiếm vậy hắn thực lực mình cũng yên lòng có thanh bình kiếm bực này trí bảo nơi tay hợp đạo phía dưới tô bắc hẳn là chưa có địch thủ đã như vậy có một ít sự tình cũng là phải giao cho hắn văn nhân bình tâm nhìn xem tô bắc mở miệng nói đã ngươi mấy ngày nay muốn ra tông môn cái kia sư tỷ muốn giao cho ngươi một sự kiện việc này can hệ trọng đại ta hoài nghi khả năng ẩn giấu đi rất nhiều đối kiếm tông bất lợi âm mưu tô bắc hơi kinh ngạc nhìn xem văn nhân bình tâm chuyện gì có thể làm cho nàng nghiêm túc như thế nàng là thế nào dám à làm sao yên tâm đến giao cho mình à Trước nghe một chút văn nhân bình tâm bàn giao cho mình chính là chuyện gì đi. Ta kiếm tông đệ tử ngay tại ba ngày trước, tại Đông Phong cổ quốc đột nhiên chính là đã mất đi liên hệ. Cụ thể địa phương vi sư cũng không rõ ràng, bất quá ước chừng hẳn là tại Mạc Thành phụ cận. Ta hoài nghi bọn hắn ngộ nhập cái gì quỷ dị chi địa, hay là có tông môn muốn dùng cái này áp chế ta kiếm tông. Ngươi ra ngoài chủ tiền bạc thời điểm, thuận tiện điều tra một chút chuyện này. Tốt nhất cam đoan ta đệ tử của kiếm tông an nguy. Văn nhân bình tâm hít mắt, Hàm răng cắn môi son, thở dài một tiếng. Phải biết hiện tại 21 Châu Chí Ít mặt ngoài rất bình tĩnh. Các đại tông môn san sát, tuân thủ đủ loại quy tắc. Kiếm tông đệ tử mất tích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ à. Không chừng chính là bị kia một loại nào đó bí cảnh khốn trụ, không phải trên người bọn họ đều tùy thân mang theo truyền thanh ngọc giản, phía bên mình là không thể nào không biết tin tức. Tô Bác thần sắc bình tĩnh ánh mắt đoan chính, sau đó một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đống cỏ khô bên trong hai đôi mà mắt to cứ như vậy nhìn nhau. Hoàn toàn yên tĩnh chi sắc. Chỉ có thể nghe được hai người nhỏ xíu nhà nhạt, nhạt tiếng hít thở. trầm mặc, im lặng là vàng. Đan vô khuyết thật dài địa lông mi nháy, nghiêng đầu, ngốc lông giật giật, cứ như vậy nhìn xem trước mặt muội muội. Vừa rồi tại đống cỏ khô bên ngoài nàng thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Rõ ràng ngũ sư huynh ngã sấp xuống vị trí không có khả năng bổ nhào vào muội muội, muội muội của mình thế nhưng là cố ý hướng phía Tô Bắc ném đi. Chẳng lẽ là Đan vô khuyết con ngươi có chút vẻ cổ quái, nghi ngờ nhìn xem Đan vô lan. Muội muội vậy mà thiện lương như vậy sao? Nàng nhất định là sợ ngũ sư huynh quẳng xuống đất quá đau. Đan vô lan ánh mắt lạnh như băng khi nhìn đến Đan vô khuyết một khắc này, một nháy mắt địa ngốc trệ, không dám tin tưởng nhìn xem Đan vô khuyết. Đống cỏ khô bên trong người, lại là Đan vô khuyết. Hơn nửa đêm nàng cùng ngũ sư huynh đến tụ cùng đang làm cái gì? Trách không được tô bác một mực tại ngăn cản mình. Mấu chốt là nàng còn, còn cố ý mặc bộ quần áo này cái kia thật mỏng màu đen quần cái này bó sát người tiểu y phục thậm chí bên trong đều không có mặc cái yếm đan vô lan trong lòng tràn đầy nổi nóng cùng cảm giác bị thất bại cắn cắn răng ngà ánh mắt cứ như vậy băng lãnh nhìn chăm chú lên đan vô khuyết tốt ngươi người tỉ tỉ bình thường nhìn ngươi ngương ngác ngốc ngốc khá lắm có tiện nghi ngươi là thật chiếm à chính rõ ràng như thế thích ngũ sư huynh dựa vào cái gì à đan vô lan trong con ngươi loáng thoáng có ủy khuất cùng vẻ không cam lòng chính rõ ràng cái yếm đều giải khai một nửa đại sư tỷ không đến từ mình liền đầy đánh đập đều tại nhắm vào mình nghĩ đi nghĩ lại một vòng vẻ phức tạp liền hiện lên ở đan vô lan trong con ngươi nàng hít sâu một hơi một thanh đè xuống đan vô khuyết liền muốn đưa nàng cái kia thật mỏng quần lột xuống ta liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng trộm không có an vụng đan vô khuyết một mặt đỏ bừng chi sắc một thanh đè xuống đan vô lan tay thanh âm như rồi mũi tinh tế tỉ mỉ muội muội ngươi đang làm cái gì đan vô lan hừ lạnh một tiếng khóe miệng hiện ra một vòng lạnh ý buồn bã nói đêm hôm khuya khoắt cùng nam nhân hẹn hò có ác tâm hay không để cho ta kiểm tra một chút kiểm tra kiểm tra cái gì đan vô khuyết con mắt xưng hiện lên một vòng nghi hoặc trì ý bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao đồ đệ thiên phú khóc thét tập 50. nhưng là không hiểu về không hiểu muội muội mình tay cũng đã đưa qua đến rồi đan vô khuyết hít vào một hơi thật dài bởi vì không dám dùng linh khí chỉ có thể gắt gao đè lại đan vô lan đưa qua tới cái tay kia đồng thời cắn chặt môi mỏng như nước trong veo con ngươi cứ như vậy nhìn xem đan vô lan muội muội không nên động đan vô lan hừ nhẹ một tiếng hơi vừa dùng lực liền đem bàn tay hướng về phía đan vô khuyết bọc lấy chỉ đen đùi xúc tu chính là một trận thoáng có chút thô giáp trơn nhẫn mặc dù cảm giác là lạ nhưng là không thể không nói cảm giác này rất tốt Đan Vô Lan trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên, nguyên lai thật sự có dạng này quần sao. Chặt chẽ, thuận tiện, yêu thích không nỡ rời tay. Mà sau não trong biển không tự chủ được nổi lên từng cái cổ quái hình tượng. Kia tinh xảo hơi có chút lạnh lùng địa khuôn mặt chậm rãi nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng điện nuốt nước miếng một cái. Đan Vô khuyết nhìn xem muội muội con mắt một mực nhìn chăm chú lên hai chân của mình, một mặt đỏ bừng chi ý, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nhỏ giọng thở hào hển đối Đan Vô Lan mở miệng nói: muội muội cái này quần là ngũ trưởng lão đưa cho ta ngươi nếu là thích khi thật tặng cho ngươi cũng có thể chính là vừa rồi ta trốn ở chỗ này không cẩn thận bị những này dơm dạ phá hư mất nghe được đan vô khuyết câu nói này đan vô lan trong lòng không khỏi dâng lên một trận bực bội trí ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão lại là ngũ trưởng lão ngươi đây là có chủ tâm tại cùng ta khoe khoang đúng không mình có thể không biết cái này quần là ngũ trưởng lão đưa cho nàng lại tại nơi này nói một lần nàng giáp tâm ở đâu. Nhìn xem hiện tại ngốc bên trong ngờ nghịch dáng vẻ, kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã viết đầy người thắng cái chủng loại kia vui sướng cảm giác đi. Không nghĩ tới muội muội của mình lại là loại người này. Ngoài miệng nói không muốn, chỉ là đơn thuần thích luyện võ. a à, thân thể ngược lại là thành thật vô cùng. Ngũ trưởng lão cho ngươi ngươi liền mặc. Ngươi vẫn không trả lời ta, đêm hôm khuya khoát tới đây làm gì. Đan vô khuyết bị đan vô lan khí thế hù dọa, nuốt nước miếng một cái, con ngươi chớp chớp, một mặt vô tội trí sắc, ủy khuất nói, ta, ta là tới luyện công pháp. Luyện công pháp, thật có ý tứ. Đan vô lan khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, nhìn xem dưới thân đan vô khuyết. Quả nhiên, tỉ tỉ mình một màn này, chính là mình nhìn cái chủng loại kia ngôn tình bên trong bạch liên hoa trà xanh nữ. Hơn nửa đêm dạ hắc phong cao, mặc như thế một thân đến luyện công pháp. Luyện công pháp, ngươi luyện cái gì? Ngươi cùng ta nói một chút, có gì có thể luyện ngươi luyện công quang minh chính đại luyện à trốn đi làm gì giấu đi cõng ta tỷ tỷ ta quá đối với ngươi thất vọng ngươi lừa gạt ta ngươi vi phạm với giữa chúng ta lời hứa đan vô la nhìn xem tại dưới người mình run lẩy bẩy địa đan vô khuyết nhìn xem nàng tấm kia tựa hồ còn muốn rảo biện bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cực lực bình tĩnh một chút tâm tình của mình ngay lúc này đan vô khuyết đột nhiên mở miệng nói kia muội muội ngươi vì cái gì hơn nửa đêm đến bất kiếm phong ngắm trăng sáng Đan Vô Lan thần sắc khẽ giật mình, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chính mình, chính mình. Sau đó mím môi, lần nữa khôi phục được cao lạnh thần sắc, mở miệng nói. Bất kiếm phong mặt trăng lớn, ta thích. Thế nhưng là đại sư tỷ tới, ngươi tại sao muốn giấu đi? Ta căn bản cũng không có giấu. Ta là, ta là tới bắt ngươi. Đan Vô Lan con ngươi có chút nổi nóng, ấp úng mà nhìn xem Đan Vô khuyết biện giải ngay lúc này đột nhiên nhìn thấy đan vô khuyết con ngươi thẳng vào tựa hồ nhìn về phía nơi khác vô ý thức chính là ngẩng đầu hướng phía cái hướng kia nhìn lại bình minh sắp tới sơ dương địa quang chiếu nghiêng cây khô bỏ ra ban ảnh như hồng chuồng heo duy nhất hoàn hảo đống cỏ khô đã sớm bởi vì hai người cãi lộn kịch liệt động tác mà trở nên siêu siêu vẹo vẹo đem hai người ẩn núp thân ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạo lộ tại trước mặt mọi người văn nhân bình tâm con ngươi cứ như vậy cổ quái nhìn xem cãi lộn lấy hai người sau đó lại là quay đầu bên môi hiện ra một vòng như có như không thâm ý buồn bã nói hai vị sư muội vì sao trốn đi chẳng lẽ là sợ sư tỷ ta sao trong không khí một mảnh yên lặng trầm mặc ba giây đồng hồ về sau tô bác bỗng nhiên ho khan một tiếng hiện tại chàng diện quá mức xấu hổ mình nhất định phải nói chút gì sau đó vội vàng là chuyển hướng chủ đề mở miệng nói cho nên sư tỷ ít ngày nữa ta liền đem lên đường ngươi biết bên ngoài bây giờ giá hàng đắt cỡ nào không biết sư tỷ có thể hay không vì ta gom góp một chút vòng vèo dù sao sư đệ muốn làm sự tình cũng không phải cái gì việc nhỏ văn nhân bình tâm nhẹ nhàng cười cười gánh vác lấy tay nhìn xem tô bắc lại nhìn một chút vẫn như cũ duy trì cái kia kỳ quái cái động tác hai tỷ muội âm dương quái khí mà nói sư tỷ nào có tiền gì à bắt sư muội cửu sư muội nhất định là có bắc bắc quản bọn họ mượn chứ sao ngược lại là không nghĩ tới bắc bắc bây giờ cũng là khai khiếu còn lập tức giấu hai cái đan vô khuyết đã từ đống cỏ khô bên trên chui ra ngốc lông nhẹ nhàng phiêu mặc dù nàng không biết hiện trường vì cái gì kỳ quái như thế nhưng vẫn là một mặt nghiêm nghị mở miệng nói đại sư tỷ sư muội tại cùng sư huynh học tập kiếm pháp sư huynh rất lợi hại hắn có thể rút lên thanh bình kiếm đan vô khuyết vừa mới nói xong lập tức văn nhân bình tâm con ngươi một meo thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên mình một chút cũng không có đoàn sai cái này thanh bình kiếm chính là tô bắc rút ra Văn Nhân bình tâm hít vào một hơi thật dài, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Bắc mở miệng nói. Bắc Bắc nguyên lai có thể nhổ được đi ra thanh bình kiếm. Không biết có thể hay không là sư tỷ biểu thị một phen. Một nháy mắt, Tô Bắc chính là cảm giác được ba đạo ánh mắt thẳng vào nhìn về phía chính mình. Không khỏi vì đó trong lòng nổi lên một vẻ bối rối chi sắc. Mình một đêm đều không ngủ, cái này mắt nhìn thấy đều muốn trời đã sáng. Mà lại mình chỗ nào có thể rút ra thanh bình kiếm à? vừa rồi rút ra căn bản cũng không biết là bởi vì cái gì rất có thể là thanh bình kiếm còn không có kịp phản ứng để cho mình rút kiếm nhìn xem văn nhân bình tâm địa kia sốt ruột ánh mắt tô bác khẩn trương một mặt tay mồ hôi đáng chết đan vô khuyết nói mò gì mình nhất định phải hồ lộng qua mới được nhưng là muốn làm sao lừa gạt à đại sư tỷ cùng cửu sư muội đều tại hai người bọn họ cũng không phải tùy tiện liền có thể bị lừa người trong không khí một mảnh yên lặng chi sắc tựa hồ là nhìn thấy tô bác khóa chặt lông mày văn nhân bình tâm trong con ngươi có chút vẻ ngờ vực dựa theo tô bác thích khoe khoang tính tình nếu là hắn thật có thể rút ra thanh bình kiếm đoán chừng giờ phút này cũng sớm đã không kịp chờ đợi rút ra đi thế nhưng là nhìn đan vô khuyết một mặt đương nhiên dáng vẻ lại không giống như là nói láo dáng vẻ mà lại thanh bình kiếm mình kiểm tra qua xác thực có bị rút ra vết tích thế là cau mày mở miệng nói thế nào bác bác rút ra cái này thanh bình kiếm nhưng có khó khăn vẫn là nói ngươi kỳ thật cũng không nhổ ra được. Tựa hồ là bởi vì trời dần dần sáng lên nguyên nhân. Tiên Hạc réo rắt gáy dài sen kẽ Vân Tiêu. Đệ tử của Kiếm Tông cũng là lục tục đi ra khỏi phòng, chuẩn bị nghênh đón Mỹ Hảo mặt trời mới mọc, nên đón Mỹ Hảo một ngày. Từng cái Kiếm Tông đệ tử cũng là đúng hạn đi tới Bất Kiếm Phong, hướng phía kia mộ tổ đi đến. Chuẩn bị đi quét dọn hôm qua không có quét dọn sạch sẽ thịt heo phiến tử, cùng vụn vụn vặt vặt địa phi kiếm. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, Đồ đệ thiên phú khóc thét tập 51 Bất kiếm phong, thảo đường Một đêm không có ngủ tiêu nhược tình Chậm rãi mở mắt ra Cưỡng ép ngăn chặn nội tâm tâm tình vui sướng Cứ như vậy nhìn xem trước mặt kiếm điển Trải qua một đêm tu luyện Mình rốt cục đem tự thân huyệt vị toàn bộ đà thông Tiêu nhược tình vuốt vuốt có chút mỏi như con ngươi Nhìn chăm chú mà nhìn xem bản này kiếm điển Mà hậu tâm bên trong hiện ra một vòng không hiểu vẻ đắc ý Có thể tại chính mình cái này niên kỷ một ngày luyện được khí cảm, một ngày khoảng cách luyện khí cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước, sợ là toàn bộ 21 châu đều tìm không ra đến cái thứ hai đi. Sư Tôn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến mình vậy mà tu luyện như thế thần tốc. Còn kém cuối cùng một cước, liền có thể chân chính đi vào luyện khí cảnh giới à? Tiêu Nhược Tình cảm thán một tiếng về sau, đem cảm xúc bình tĩnh lại, mà hậu vận chuyển thể nội kia tia như có như không khí tức xuyên qua thể nội mỗi một cái huyệt vị. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều là như thế mộng ảo tâm thần của mình khẽ động chính là có thể phát giác được phương viên trong phạm vi mười thước hết thảy gió thổi cỏ lay. Chẳng lẽ, tiêu nhược tình hô hấp có chút gấp rút, không dám tin cảm thụ được đây hết thảy. Cái này, đây chẳng lẽ là loại kia rất cảnh giới trong truyền thuyết. Ở kiếp trước mình đã từng may mắn biết một loại đặc thù cảnh giới, nghe nói tu luyện đến cực hạn đại thừa, nhưng cảm giác thiên địa biến hóa. Không ta, vô ngã chi cảnh. Tiêu nhược tình thân thể hơi có chút run rẩy. Mặc dù nàng không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên có loại này nhỏ xíu cảm ngộ, nhưng là cái này kỳ diệu cảm ngộ đối với mình tương lai tuyệt đối là có nói không ra chỗ tốt. Cứ việc đây chỉ là mới vào. Có thể nói vừa mới lĩnh ngộ một tia vô ngã chi cảnh. Nhưng là cái này đã đủ rồi, toàn bộ 21 châu lại có mấy người có thể đụng chạm đến một tia vô ngã cảnh giới. Mà lại, mình sư tôn tất nhiên không có khả năng lĩnh ngộ cảnh giới này. Nhìn như vậy đến chính mình tương lai tu vi vượt qua hắn thời khắc, giết chết hắn có nắm chắc hơn. Tiêu Nhược Tình cưỡng ép kiềm chế lại kích động của mình, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy, mượn cái này một tia vô ngã chi cảnh kỳ ngộ toàn lực đánh thẳng vào luyện khí cảnh. Một thế này 21 châu tông môn thi đấu, mình tất vì đỉnh phong. Mộ Tổ trước, một đám đến quét dọn còn sót lại thịt heo kiếm tông đệ tử nhìn trước mắt một màn này đều là hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, tám cửu trưởng lão đều sẽ trên bất kiếm phong. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Chỉ bất quá đã sớm đem lỗ tai dựng lên, nghe lén lấy cách đó không xa mấy cái trưởng lão nói chuyện. Sư đệ, thế nào, rút ra cái này thanh bình kiếm có cái gì khó khăn sao? Văn Nhân Bình Tâm híp mắt, nhìn xem đối với cái này thờ ơ Địa Tô Bắc. Hiện tại trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chút hoài nghi Tô Bắc. Nếu là Tô Bắc không thể rút ra thanh bình kiếm, như vậy cái kia gian khổ tìm kiếm kiếm tông đệ tử nhiệm vụ liền không thể giao phó cho hắn. Dù sao Tô Bắc tự thân cũng chỉ có hóa thần trung kỳ cảnh giới căn bản là không cách nào đi đối mặt những cái kia những thứ không biết. Nhìn thấy vẫn như cũ là suy tư điều gì Tô Bắc, thở dài một hơi. Quả nhiên mình vẫn là đoán đúng. Tô Bắc khả năng đã từng rút ra qua thanh bình kiếm, nhưng là chỉ là đã từng. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối mỗi lần đều có thể rút ra thanh bình kiếm. Dù sao tàng kiếm các bí tịch bên trên viết rõ ràng, nếu là không thể lĩnh ngộ vô ngã chi cảnh giới, hay là cảnh giới đại thừa, căn bản cũng không khả năng rút ra thanh bình kiếm một đám quét dọn kiếm tông đệ tử nghe được văn nhân bình tâm câu nói này về sau trong nháy mắt chính là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía đứng bình tĩnh ở nơi đó tô bắc sau đó chính là nghị luận ẩm ý uy ngũ trưởng lão chẳng lẽ muốn rút kiếm ra tông trí bảo thanh bình kiếm thanh kiếm kia không phải đại sư tỷ đều không nhổ ra được sao đúng vậy à đại sư tỷ đều đã là hợp đạo cảnh giới đều không nhổ ra được chẳng lẽ ngũ trưởng lão có thể rút ra ta cảm giác không phải ngươi không nghe thấy đại sư tỷ ý tứ sao ngũ trưởng lão cũng không nhổ ra được nàng mới có thể nói như vậy cũng là dù sao thanh bình kiếm như thế trí bảo chớ nói hợp đạo cảnh giới sợ là chỉ có chân chính đại thừa mới có thể rút ra đi toàn bộ kiếm tông tất cả trưởng lão trên cơ bản đều thử mấy lần ngũ trưởng lão còn chưa có thử qua không được đại sự như thế sao có thể chỉ có chúng ta nhìn thấy đúng Nhất định phải nhanh thông chi tất cả sư huynh đệ đến đây cùng nhau quan sát. Ai? Ngươi bảo bọn hắn làm gì? Cùng một chỗ nhìn ngũ trưởng lão xấu mặt sao? Ta hôm nay lời này liền đặt ở chỗ này. Ta không phải nhầm vào ai, ta chỉ muốn nói chính là ngũ trưởng lão tất nhiên không có khả năng rút ra. Một đám quét dọn thịt heo kiếm tông đệ tử cãi lộn. Trong đó một tên lam sam đệ tử híp con ngươi nhàn nhạt, nhạt cười nhìn cách đó không xa tay trái chậm bày phía sau, tay phải sắn tay áo phía trước tô bắc buồn bã nói các ngươi cũng đều không hiểu ngũ trưởng lão chân chính cảnh giới a à, yến tước sao biết trí hồng học. không có người lớn hơn ta đao hiểu rõ hơn ngũ trưởng lão rất nhanh càng ngày càng nhiều kiếm tông đệ tử nghe tiếng chạy đến đều là thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem xa xa mấy người thậm chí còn lại mấy vị kiếm tông trưởng lão cũng nhao nhao là chạy tới hiện trường mặc hành giản híp con ngươi cứ như vậy nhìn xem hết thảy trước mặt sau đó nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nhìn về phía bên cạnh lý tử ngọc chậm rãi nói tử ngọc ngươi thấy thế nào? Lý Tử Ngọc sắc mặt khiêm tốn, chỉ là trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Sau đó nhìn về phía mặc hành giản mở miệng cười nói, chỉ có thể hết sức tin tưởng ngũ trưởng lão. Bất quá ta cảm thấy hắn rút ra thanh kiếm này khả năng cũng không lớn. Thanh kiếm kia chúng ta đều thử qua, ta cảm thấy toàn bộ 21 châu ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, sợ là không có bất kỳ người nào có thể nhổ được lên thanh kiếm kia. Mặc hành giản nhẹ nhàng địa vịn sợi dâu, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý văn nhân bình tâm mắt thấy càng ngày càng nhiều người vây xem tới lông mày một đám bất quá nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại cũng hẳn là để tô bác ăn chút khổ sở sửa lại hắn loại kia tính cách tô bác trên mặt tiếu dung cực lực để cho mình thể hiện ra đã tính trước vân đạm phong khinh bộ dáng kỳ thực trong nội tâm đã sớm sốt ruột địa không biết phải làm gì mới tốt nữa làm sao nhổ lấy cái gì nhổ còn như thế nhiều người nhìn xem mình một thế anh minh chẳng lẽ liền muốn vào hôm nay hủy đi sao Tô Bắc thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cùng đại sư tỷ giải thích một chút mình cũng không nhổ ra được thanh kiếm này đi. Ngay tại Tô bác vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh thúy thanh âm. Đinh! Chúc mừng túc chủ đại đồ đệ thành công tu luyện đến luyện khí cảnh giới, thành công lĩnh ngộ một tia vô ngã cảnh giới. Hệ thống ngẫu nhiên tối cao vạn lần phản hồi. Túc chủ thu hoạch được 7,700 lần phản hồi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 7,700 điểm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 7,700 lần một tia vô ngã cảnh giới. Dung hợp, lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới đại thành. Lập tức, tô bác sắc mặt một nháy mắt từ thoáng có chút đắng chát đến vô cùng sán lạn, dung quang đầy mặt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng thẳng tắp, vô cùng kiêu ngạo. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, gió màn nửa trọn, quang mang liền vẩy bất kiếm phong. Vẩy vào cái kia đẹp không thể nói, tĩnh như cô lỏng tuấn tú áo trắng nam tử trên thân. Tập tục còn sót lại từ đến, mạng dắt nhánh dao, vừa làm sợi thô lên. Tô Bắc chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn nhân bình tâm, xoay người lại nhàn nhạt, 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 nhìn về phía một đám kiếm tông đệ tử, thanh âm không lớn không nhỏ, vang vọng toàn bộ bất kiếm phong. Bắc đầu gan, có chư quân làm chứng, nhổ ta kiếm tông trí bảo, thanh bình kiếm. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 52, sáng sớm, đầu mùa đông, bất kiếm phong một đám người. Gió sớm cuốn lên bị thiêu đến than đen tàn phá cảnh khô vuốt chuồng heo. Ba, ba, ba. Dung động, Tô Bắc vừa mới nói xong, trong nháy mắt chính là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Một đám kiếm tông đệ tử đều là chìm ở hô hấp, cứ như vậy nhìn qua một bước kia hướng về phía trước đạp đi, chắp tay mắt nhìn lấy bất kiếm phong khắp núi tuyết mê Tô Bắc. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh tựa hồ dung nhập cái này một bộ cảnh tuyết bên trong, không phân rõ được hết thảy là họa, trên là trong mắt tận họa bắt đầu gan chư quân làm chứng một kiếm tông đệ tử mặt mũi tràn đầy đỏ lên cứ như vậy nhìn xem lạnh nhạt ngũ trưởng lão mười cái đầu ngón chân hung hăng nắm lấy đế giày giống như sau một khắc liền phải đem đế giày chụp ra một phòng hai sảnh sau đó hung hăng trên mặt đất cọ sát toàn thân tựa hồ cũng bị một loại đột nhiên xuất hiện xấu hổ truyền khắp toàn thân xấu hổ tốt xấu hổ à ngũ trưởng lão những lời này lại giả bộ tất lại xấu hổ nhưng là tốt chờ mong Văn nhân bình tâm con ngươi không dám tin nhìn xem Tô Bắc. Nhìn xem đột nhiên tựa như là đổi một người, khóe miệng dơ lên, toàn thân trên dưới tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Hắn đây là thế nào? Quả nhiên, có phải hay không mình bức quá chặt, để đầu óc của hắn xuất hiện vấn đề. Văn nhân bình tâm nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, có chút áy náy mà nhìn xem Tô Bắc, chậm rãi nói. Bắc bắc, ta cảm thấy ngươi. Lời còn chưa dứt, Tô Bắc chính là dơ lên lông mày, áo trắng bày sừng tại trong gió nhẹ phiêu nhiễm, sau đó hạ tiêu sái quay người. Hết thảy, tĩnh mỹ như vậy. Không trên kiếm phong lá khô tựa hồ cũng thả chậm rơi xuống tốc độ. Giờ khác này, Tô Bắc có thể cảm nhận được toàn bộ bất kiếm phong bất luận cái gì gió thổi có lay. liền ngay cả bất kiếm phong mỗi một cái sinh vật địa tâm nhảy âm thanh đều nghe rõ ràng. Thậm chí có thể nghe được cửu sư muội trái tim vậy thì khác bình thường địa phanh phanh thanh âm. Đây chính là vô ngã cảnh giới sao. Thật không hổ là mình khí vận chi tử công cụ người đồ nhi, lại đốt mộ phần lại tu luyện. Xem ra chính mình lần này ra tông môn làm nhiệm vụ chủ tài chính nhất định phải đem cái này linh vật treo ở trên thân. Tô Bắc hít sâu một hơi, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đưa tay cầm thanh bình kiếm chui kiếm. Một mảnh trang nghiêm. Tất cả mọi người đều là ngừng thở, sợ bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Nhìn, ngũ trưởng lão đưa tay ra. Nhìn, ngũ trưởng lão cầm kiếm. Nhìn, ngũ trưởng lão lập tức liền muốn đi lên rút. Ta biết, ta có mắt, ta không mù ngay tại tô bắc nắm chặt thanh bình kiếm một khắc này tóc đen đầy đầu bay múa tay áo phồng lên một nháy mắt liên đới lấy cái kia thanh thanh bình kiếm nơi ở dạn nứt không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra đồng thời có một vòng mắt thường không thể gặp linh khí gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến như là gió lớn gào thét thổi qua đem chuồng heo bên trên mảnh ngói thổi đến soạt rung động sau một khắc đứng ở thanh bình kiếm trước tô bắc một tay cũng vì kiếm chỉ chỉ lên trời một tay nắm chặt thanh bình kiếm dùng sức trên bầu trời một tiếng sét cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ từ kim trùy, sau đó chính là một đạo kiếm ảnh tại về sau là hai đạo bốn đạo tám đạo 16 đạo rất nhanh vô số kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp như là che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ bất kiếm phong vô ngã cảnh giới tô bắc tại trong đầu vơ vét vô số hẳn là dùng cho trường hợp này bên trong từ ngữ sau đó nhìn qua thanh này tỏa hào quang rực rỡ địa thanh bình kiếm nhàn nhạt một tiếng mời kiếm thanh âm rất nhỏ, nhưng lại mười phần tự nhiên truyền khắp kiếm tông bất kiếm phong mỗi một tên đệ tử trong tai. Một ngày này, đệ tử trưởng lão tụ tập bất kiếm phong bên trên, tất cả mọi người gặp được suốt đời đều khó mà quên địa một màn. Che khuất bầu trời địa kiếm ảnh lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ màn trời. Tựa hồ là trời mưa, mưa kiếm. Mặc hành giản con ngươi trợn tròn lên nhìn qua một màn này, hô hấp dồn dập chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt trình độ so với mình đi đỏ các tìm cái kia tiểu đào hồng lúc đều muốn kịch liệt tay thật chặt nắm chặt rung động nhìn qua trước mặt một màn này tô bắc hắn thật có thể rút lên đến đây chính là kiếm tông trí bảo thanh bình kiếm à tại mặc hành giản bên cạnh lý tử ngọc hô hấp nặng nề trong con người tràn đầy không thể tin nhìn xem trước mặt một màn này đầu không ngừng mà lắc đầu không ngừng mà đối với mình thôi miên nội tâm vô năng địa gào thét hắn là tu vi gì hắn bất quá là hóa thần trung kỳ à cái này sao có thể này làm sao làm được à dựa vào cái gì à? Chỉ như vậy một cái ngày bình thường chỉ biết ăn uống vui đùa người, hắn dựa vào cái gì có thể rút kiếm à? Ta như thế khiêm tốn, cố gắng như vậy, vì cái gì không phải ta? Tô Bắc môi nhẹ nhàng địa câu lên một vòng cười nhạt, tại cái này vô ngã cảnh giới ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ đối với bên cạnh mình hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Hắn hướng lên bầu trời vẫy tay. Trong nháy mắt không trên kiếm phong không kiếm ảnh lăn lộn sôi trào, phảng phất có lực lượng vô hình đang kêu gọi sau đó hóa thành một đạo bay lưu thẳng xuống dưới kiếm bộc từ trên trời giáng xuống nối liền đất trời kiếm bộc là một thanh kiếm kiếm tông trí bảo thanh bình kiếm đan vô lan kinh ngạc nhìn trước mặt một màn này đầu óc trống rỗng nhìn qua lồng lộng mà đứng khi thế rợn ra gà tô bắc tại thanh bình kiếm ảnh hưởng phía dưới mình liền tựa như là trong biển rộng một mảnh lá cây thừa nhận mưa to gió lớn địa tập kích nhỏ bé như sâu kiến tấm kia tinh xảo địa khuôn mặt nhìn xem tô bắc tấm kia tuấn mỹ mặt không tự chủ được dâng lên một vòng đỏ ửng. Kẹp chặt hai chân, vô ý thức phát ra một tiếng ưm. Ngũ sư huynh, rất đẹp trai. Cái này kinh khủng thiên địa dị tượng rung động kiếm tông tất cả mọi người, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể nhìn thấy kia kình thiên kiếm ảnh. Tất cả mọi người không khỏi tâm thần khuấy động, một loại tràn đầy địa tự hào cảm nhận ở trong lòng vung đi không được. Ngao ngao ngao, đây là ta kiếm tông thanh bình kiếm. Trời hưng ta kiếm tông, kiếm tông trí bảo à. Có kiếm này, ta kiếm tông nhất định có thể tấn thăng 985 chi đỉnh. Đến tổ cùng là người phương nào ở đây rút kiếm? Chẳng lẽ là trưởng môn trở về rồi? Thảo đường bên trong. Đã tu luyện đến luyện khí cảnh giới tiêu nhược tình đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại. Bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Nàng nhẹ nhàng địa vuốt vuốt cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm Làm sao cảm giác có người đang nói ta nói xấu. Sau đó chính là cảm nhận được bất kiếm phong bên trên một cỗ sóng biển dâng trào mãnh liệt linh khí không ngừng đánh tới. Tiêu Nhược Tình sắc mặt chấn kinh, bất kiếm phong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài phòng, nhìn qua kia kình thiên kiếm ảnh, không khỏi là hít vào một ngụ khí lạnh. Kiếm ảnh như thác nước. Sau đó chính là di chuyển lấy thon dài đùi ngọc, vội vàng hướng phía cái kia vòng xoáy linh lực chỗ tiến đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều người hướng phía bất kiếm phong mãnh liệt mà đến, tất cả mọi người đều là không kịp chờ đợi, một mặt vẻ lo lắng, muốn mắt thấy bàn tay này thanh bình kiếm người tiêu nhược tình xuyên qua nặng nề mà trở ngại cuối cùng đã tới người kia âm thanh huyên náo chi địa ngẩng đầu tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi khẽ giật mình trái tim nhảy lên bỗng nhiên đình chỉ tên kia mình không thể quen thuộc hơn được áo trắng nam tử con ngươi cong cong địa môi khơi gợi lên một vòng đẹp mắt mỉm cười một tay cầm cái kia thanh thanh bình kiếm chậm rãi từ dưới đất rút lên một vòng màu xanh nhạt kiếm khí như dao long phóng lên tận trời tô bắc cười nhạt một tiếng thân hình phù diêu mà lên ống tay áo tùy ý phiêu diêu, tay phải cầm cái kia thanh đã rút lên thanh bình kiếm. Một đạo kinh hồng lược ảnh kiếm ảnh ầm vang rơi xuống. Kiếm khí bàng bạc to lớn, như kiếm tiên đến. Hiểu được đều hiểu. Đẩy mạnh a a a a. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 53. Văn nhân bình tâm nhìn qua một màn này, ngạnh sinh sinh địa ngừng lại vừa rồi muốn nói lời. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cỗ không hiểu thấu cảm giác quen thuộc cảm giác hơi có chút vũ mị lười biếng con ngươi sương mù doanh doanh từ tô bắc thân ảnh bên trong nàng loáng thoáng xem đến lão già kia thân ảnh không chỉ có tự lẩm bẩm sư tôn à thanh bình kiếm cũng tìm được ngươi nên trở về tới đi tô bắc quang mang đặc hiệu ra thân con ngươi lạnh nhạt nhìn qua trước mặt đây hết thảy nghe kia ông ông tiếng nghị luận nhìn qua dưới chân kia một đám một đám lít nha lít nhít kiếm tông đệ tử mặt không biểu tình cái này ngũ trưởng lão vậy mà thật rút lên thanh bình kiếm kinh khủng như vậy. Hẳn là ngũ trưởng lão đã đại thừa rồi. Có thể nhổ nổi thanh bình kiếm ít nhất cũng là đại thừa đi. Đại trưởng lão hợp đạo đều nhổ không nổi. Tô bác trong lòng loại kia căn bản không biết hình dung như thế nào cảm giác thỏa mãn thật lâu vung đi không được. Từ nhỏ đã thích giả tất. Giả tất giả dạng làm cảm giác thỏa mãn, chỉ có thể nói, hiểu được đều hiểu. Quá mẹ nó sướng rồi. Mà đối với một cái am hiểu sâu giả tất chi đạo lớn nghiên cứu nhà, Tô bác khẽ cười một tiếng. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Cái này một tất là có thể đủ để viết nhập 21 châu sử sách kinh thiên một tất. Thanh bình kiếm khí áp đỉnh. Bởi vì vô ngã cảnh giới, Tô Bắc có thể cảm thụ được thanh bình kiếm từng tia từng tia cảm xúc. Tựa hồ tại nhảy cẫng. Tất cả kiếm tông đệ tử đều là đầy mắt rung động mà nhìn xem ngũ trưởng lão, nhìn xem ngũ trưởng lão cặp kia thế sự xoay vần con người. Nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp địa thanh bình kiếm khí trùng trời mà lên, tựa như một đầu treo ngược ngân hà, đi ngược dòng nước đây là kiếm điển. Sau đó Tô Bắc mang theo một chút khàn khàn tiếng nói, gần từng chữ truyền khắp toàn bộ bất kiếm phong. Trời không sinh ta Tô Bắc, kiếm đạo vạn cổ, như đêm dài. Trời đã sinh ta Tô Bắc, ta lấy bèo tấm, mở thiên môn. Tiếng nghị luận tại thời khắc này ẩm vang đình chỉ. Tất cả mọi người con ngươi đều là thẳng tắp nhìn qua trên trời cao Tô Bắc, trợn mắt hốc mồm. Cái này, cái này, đây cũng quá trâu tất đi, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài cái này so một gốc cỏ chặt đứt nhật nguyệt tinh thần còn châu tất. Tô trưởng lão cảnh giới vậy mà đã cao thâm đến như thế chi địa bước sao. Tên kia gọi đại đao Lam Sam kiếm tông đệ tử nhìn xem một màn này, giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng bành trướng tột đỉnh, kích động chân tay luống cuống. Sau đó hung hăng níu lại bên cạnh kiếm tông đệ tử, lớn tiếng quát ẩm lên, nhìn thấy sao. Ta nói cái gì tới, ta nói yến tước sao biết trí hồng học. Nhìn a à, đây chính là ngũ trưởng lão cảnh giới đây chính là cách cục ngũ trưởng lão hắn muốn vì chúng ta mở thiên môn hắn là muốn vì chúng ta mở thiên môn người à bên cạnh hắn đệ tử đại não trong nháy mắt đứng máy sau đó trong con ngươi nước mắt chính là chảy xuống nghẹn ngào nhìn xem một tay cầm kiếm lẳng lặng đứng ở không trung tô bắc sau đó xoay đầu lại nhìn xem đại đao mang theo lấy vẻ nghi hoặc chậm rãi nói ta thấy được đại đao huynh cho nên cái gì là thiên môn à theo đại đao bộc phát ngay sau đó toàn bộ bất kiếm phong truyền đến a a a thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ bất kiếm phong đều vỡ tổ. Thậm chí có kiếm tông đệ tử đem lúc trước một ít nói ngũ trưởng lão khẳng định không nhổ ra được đệ tử hung hăng quất một cái. Đánh chết ngươi cái miệng này tất con non. Cho ra bỏ. Có kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy xấu hổ tột đỉnh. Vì chính mình trước đó chất vấn qua ngũ trưởng lão mà cảm thấy thật sâu ái náy. Hung hăng quạt miệng của mình tử. Tiêu Nhược Tình ngương ngác nhìn qua một màn này, ngơ ngác nhìn trên trời sư tôn sau đó chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên mềm yếu bất lực cứ như vậy lập tức ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng địa dựa vào một gốc cây trong con ngươi tràn đầy vẻ mờ mịt sư tôn hắn vậy mà nắm giữ thanh bình kiếm hôm qua kiếm tông tất cả trưởng lão đều đi rút kia thanh bình kiếm mình nhìn rõ ràng không ai có thể rút lên mảy may tô bắc vì cái gì có thể hắn đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì à chính rõ ràng cố gắng như vậy tu luyện thậm chí còn cố gắng tu luyện ra một tia vô ngã chi cảnh nhưng là hắn hiện tại cho mình cảm giác quá mức tuyệt vọng không có nắm giữ thanh bình kiếm hắn đều là khó khăn như thế quấn huống chi hắn hiện tại nước mắt có chút bất tranh khí chảy xuôi ra ướt kia khuyên thành dung nhan tấm kia tại trong mắt mọi người giống như thần minh khuôn mặt tuấn tú ở trong mắt chính mình lúc nào cũng có thể hóa thành ác ma hung mãnh địa nhào tới đem mình xé nát tại một đám tiếng ca ngợi bên trong tô bắc cầm trong tay thanh bình kiếm chậm rãi rơi xuống sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đám người, không hổ là ngũ trưởng lão rút kiếm ra không có chút nào gặp có chút vẻ đắc ý. đúng vậy à, ngũ trưởng lão kia một bộ lời mặc dù để cho ta có một loại rất lúng túng cảm giác như là kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vậy có lẽ là ngũ trưởng lão một đời nguyện vọng đâu. chúng ta chi mẫu mực à, kiếm tông cách không được ngũ trưởng lão, ta hiện tại liền muốn ra ngoài đem vô hoa khuyết những cái kia rác rưởi tu sĩ cuồng đánh một trận, sau đó báo lên ngũ trưởng lão danh tự. đúng vậy à bọn hắn cũng không biết ngũ trưởng lão như thế chi lợi hại. Chúng ta cũng không thể để ngũ trưởng lão biết điều như vậy xuống dưới. Văn Nhân Bình Tâm bình tĩnh một chút chập trùng rõ ràng đoàn, hô hấp có chút gấp rút nhìn xem Tô Bắc, vội vàng nói: "Bắc Bắc, ngươi nói cho sư tỷ. Ngươi có phải hay không lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới? Chẳng lẽ đã đại thành?" Văn Nhân Bình Tâm tiếng nói vừa rơi xuống, trong nháy mắt một đám kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử nho nhau là ngẩng đầu, đầy mắt không thể tin nhìn xem Tô Bắc. Vô ngã cảnh giới Chẳng lẽ nói là ngũ trưởng lão lĩnh ngộ ra loại kia chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương. Tô bác chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Quả là thế. Văn nhân bình tâm con ngươi buồn vô cớ nhìn qua người sư đệ này. Sau đó có chút hiếu kỳ địa chậm rãi nói. Bác bác, ngươi đến tụt cùng là thế nào lĩnh ngộ? Làm sao lĩnh ngộ? Tô bác sắc mặt có chút cổ quái. Mình kia công cụ người đồ đệ lĩnh ngộ. Mình liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ ra tới à? bất quá cái này khẳng định là không thể nói xa xa tiêu nhược tình lỗ tai cũng sớm đã dựng lên óng ánh hàm răng cắn chặt có chút trắng bệch môi mỏng cánh tay ngọc dán trắng nõn cái chán con ngươi nhìn qua xa xa tô bắc trong lòng tuyệt vọng sâu hơn vì cái gì à vì cái gì mình vừa mới lĩnh ngộ một tia vô ngã cảnh giới sư tôn đã đại thành à hắn lúc nào lĩnh ngộ à nhìn xem một đám đệ tử có chút chờ mong cùng kính nể ánh mắt tô bắc ho nhẹ một tiếng sau đó một mặt lạnh nhạt dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gẩy một cái mũi kiếm âm vang tô bác nhìn lấy mình đổ máu ngón tay không để lại dấu vết địa cõng quá khứ buồn bã nói cái gọi là kiếm chi nhất đạo kiếm nhất muốn rời xa chính là tình cảm muốn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới tô bác dừng lại một chút sau đó con ngươi nhìn xem kia chính đối trước mặt mình một bộ thêu thùa nguyệt áo dưới như ẩn như hiện xa mỏng gió nhẹ nhàng địa thổi lất phất thổi văn nhân bình tâm có chút lười biếng uyển chuyển địa đường cong. Tô bác nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Vì cái gì hôm nay mặc rồi. Mà phía sau lưng chấp hai tay, đối mặt một đám kiếm tông đệ tử, tại một đám kiếm tông đệ tử đầy mắt chờ đợi bên trong, chậm rãi nói. Chư quân xin nhớ kỹ. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Thật đẹp mắt. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 54. Tuyết bay bất kiếm phong, sương mù mênh mông. Ba lượng khỏa từng bị lửa thiêu vẫn như cũ cuột cường cây khô đứng tại tuyết bên trên, mượn gió nghiêng nhiễm. Đây hết thảy vốn nên thanh lãnh đến cực điểm. Chỉ là kia lít nha lít nhít đám người phá vỡ cái này như mực tuyết vẽ yêu nhã ý cảnh. Đang nghe tô bác về sau, văn nhân bình tâm một mặt cổ quái tô bác. Sau đó khóe miệng khinh thường phiết, trong con người hiện lên một tia ý trào phúng. Thứ đồ gì? Giả. Dạ. Trong lòng không gái người trong lòng ngươi không có nữ nhân vừa rồi trong mắt nhìn đâu vậy mình cũng không phải mù kia một đám kiếm tông đệ tử đang nghe tô bác tiếng nói về sau một nháy mắt chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh tô bác kia nhàn nhạt, nhạt lời nói giống như đại đạo phản âm quanh quẩn tại bất kiếm phong phía trên làm lòng người thần có chỗ minh ngộ càng có đệ tử rất người trực tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh t t t t t sam đệ tử đại đao một nháy mắt nhìn về phía tô bác ánh mắt cũng thay đổi có chút nóng rực chi ý tựa hồ có chỗ minh ngộ trong tay nắm thật chặt chuôi kiếm, trên lồng ngực kia một cỗ nam tính dương cương chi khí không cách nào phóng thích. Lần nữa nhìn về phía bên cạnh từng cái kiếm tông nữ đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bực bội trí ý. Trong đầu luôn luôn không hiểu tuôn ra muốn đem nữ đệ tử tới một cái quạ đen đi máy bay xúc động. Hung hăng đem nắm đấm giơ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm liền để ngươi tìm không ra bắc. Bọn hắn trước kia nói ta là xúc sinh tiểu tử, hiện tại, tiểu tử trưởng thành đại đao bên cạnh một cao một thấp kiếm tông nam đệ tử đang nghe tô bác câu nói này về sau con ngươi khẽ giật mình sau đó tựa hồ là hạ quyết tâm trên mặt không khỏi dâng lên một vòng sắc mặt đỏ ửng ho nhẹ một tiếng tương hỗ cõng qua đầu đi chỉ là hai cánh tay không tự chủ được hướng một người khác phương hướng lặng lẽ đưa sau đó chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ văn nhân bình tâm cau mày nhìn xem trước mặt đây hết thảy trong không khí đã có thể nghe được kiếm tông đệ tử liên tiếp đủ loại thanh âm a à, ngươi đừng lại dây dưa ta chia tay đi. Trong lòng của ta không có nữ nhân. Ngũ trưởng lão nói, muốn minh ngộ vô ngã chi cảnh, trong lòng lại không thể có nữ nhân loại này vướng víu. Vương Tiểu Nha, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cầu thẳng huynh, kỳ thật ta vẫn luôn đối ngươi có ý tứ. Ngũ trưởng lão nói trong lòng không thể giả nữ nhân, ngươi là nam nhân, cho nên chúng ta có thể. Nhìn xem đây hết thảy tựa hồ cũng hướng phía cổ quái kỳ lạ phương hướng phát triển, văn nhân bình tâm thầm nghĩ trong lòng không ổn. Con ngươi hung hăng chừng mắt liếc tô bác, sau đó lạnh ho một chút nhìn xem phía dưới kêu loạn tràng diện âm thanh lạnh lùng nói tất cả yên lặng cho ta từng cái không có chuyện làm nên làm gì làm cái đó đi ản à, đông phong cổ quốc mặc thành trong tuyết Mạc thành thanh u đến vô cùng như bạch ngọc thành hành lang từ nam chí bắc đông tây nam bắc thỉnh thoảng nhìn thấy thành nội tùng bách phía trên hiện đầy óng ánh hạt xương làm đông phong cổ quốc tứ đại thành một trong Mạc thành có thể nói là đông phong cổ quốc dòng người phồn vinh nhất chi địa Người đến người đi, ngựa xe như nước, bởi vì thành nội cấm bay nguyên nhân, có thể gặp đến từng cái cao thâm mà chắc tu tiên giả. Chắp hai tay sau lưng hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang hành tẩu tại trên đường phố. Cũng có từng cái từ nam phong cổ quốc đến đây nho tử, phụ đứng ở cột, nhưng gió tuyết bay thẳng thấm mặt, nhìn qua cái này không biết truyền thừa nhiều ít trở cổ thành, không nhịn được lẩm bẩm nói. Tuyết bay mặc thành gặp, Hàn Phong vạt áo tay áo biết. Mà kỳ thật mặc thành nổi danh nhất cũng không phải là những thứ này. 21 châu người khả năng chưa hẳn biết Mạc Thành. Nhưng là chỉ cần nghe qua Mạc Thành người nhất định biết. Mạc Thành có một các, cực kỳ xa hoa. Hồng các. Một nửa rơi vào mặt đất, một nửa như trống rỗng xây dựng ở cẩm thành phía trên. Bao trùm Mạc Thành nửa dặm son phấn ngõ hẻm. Đối với hồng các xa hoa, năm đó kiếm tông tô trưởng lão hành tẩu ở thiên hạ thời điểm, đi ngang qua nơi đây, nhỏ tô Bắc ở lại bên trong mấy ngày. Sau đó không khỏi là thi hứng đại phát, uống rượu vì hồng các làm thơ gỗ trầm hương khoát bảo la trướng, theo vẩy châu ngân nghe thường hoa. Mà giờ khác này, hồng các cổng trước một cái thân mặc rách tung tóe địa tên ăn mày đồng dạng lão đầu tử, cứ như vậy nháy mắt nhìn xem hồng các ra ra vào vào phong trần nữ tử. Nhìn qua kia từng cái thon dài cặp đùi đẹp, thèm chảy dòng chảy nước miếng. Nhìn thấy một tiểu nương tử từ hồng các đi ra, miệng cười một tiếng liệt ra một loạt chỉnh tề răng vàng khè, áp sát tới. Tiểu nương tử, hắc hắc, lão già ta có đê bảo, trong nhà còn có địa hôm nay chỉ cần ngươi cùng lão già ta đi, ta trước tiền thưởng ngươi mười vạn. Kia phong trần nữ tử cau mày, giữa lông mày hiện ra một vòng ghét bỏ chi ý, hung hăng hướng phía tên ăn mày phun một bãi nước miếng, sau đó quay người. Thối tên ăn mày một cái, còn muốn cô ta. Không đi chiếu chiếu tấm gương nhìn dáng vẻ của ngươi. Trên giường thật không mười hơi lão già họng hẹn. Tên ăn mày cũng không tức giận, cười hắc hắc, hai tay đặt ở trong tay áo. Cứ như vậy si ngốc nhìn xem nữ tử kia tròn trịa mông lớn. Đột nhiên, trong mắt của hắn ngưng tụ, sau đó ngẩng đầu như có điều suy nghĩ hướng xa xa thương khung nhìn lại. Lâu chi, cúi đầu xuống tự lầm bầm thấp giọng nổi giận mắng, thật sự là rời quá mức. Đám này bại ra đồ chơi, kiếm ta đều nhét trong mộ tổ còn có thể tìm ra. Còn đào mộ, đúng là mẹ nó hiếu thuận. Không cần nghĩ, chính là tô bắc cái này nhỏ tất con non, lão tử năm đó mắt chó mù, thu như thế cái đồ đệ. Lão khất cái thở dài một hơi. Có chút lưu luyến không rời địa liếc nhìn hồng các, buồn bã nói, kiếm tông đám này gấu con non cũng thật là càng ngày càng lượn vòng. Đi dạo cái kỹ viện còn có thành đoàn mà đi. Không có mang đủ tiền còn để người ta chụp xuống. Ngươi để lão già ta cái mặt này để nơi nào. Đáng đời. Chết kỹ viện bên trong đi, lão già ta mới không có tiền chụp đâu. Sau đó nháy mắt sau đó chính là trống rỗng biến mất ngay tại chỗ. Bất kiếm phong, thảo đường. Tô bác hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hơi có chút trầm mặc tiêu nhược tình tấm kia tinh xảo địa trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy nhạt nhạt vệt nước mắt, vành mắt đỏ đỏ địa, tựa hồ là nhận lấy ai khi dễ. tô bác trong lòng có chút không hiểu. vừa rồi kiếm tông đệ tử trưởng lão tất cả đều rời đi bất kiếm phong về sau, mình chính là tại một cây đại thụ thấp nhạt được âm thầm thần thương tiêu nhược tình. cứ như vậy tựa ở chỗ nào, tóc mai hơi loạn, mấy sợi tóc xanh dính tại gương mặt xinh đẹp bên trên, lông mi thật dài dưới, cặp kia hơi có chút con ngươi trống rỗng, cho mình cảm giác thật giống như. Tô Bác nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, sau đó muốn nặn một cái bại ra đồ địa đầu. Tiêu Nhược Tình nghiêng đi đầu, không để lại dấu vết địa tránh thoát Tô Bác đại thủ. Tô Bác cau mày, tỉ mỉ đánh giá nàng. Mình lúc nào chọc tới cái này tiểu tổ tông rồi? Đây là cái gì? Cùng mình phân cao thấp. A, à, lúc này mới bái sư mấy ngày liền mỗi ngày có loại này nhỏ cảm xúc. Cái này nếu là đem đến từ mình ra không được đem mình cho cốt dương. Mình sư tôn uy nghiêm nhất định phải bày ra đến nghĩ đến đây, Tô Bác hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là đỡ hướng về phía gương mặt của nàng. Như là nhẹ nhàng địa nâng lên tiêu nhược tình khuôn mặt nhỏ, tại cặp kia có chút phức tạp con ngươi nhìn chăm chú, ngón tay cái nhẹ nhàng địa lau sạch lấy vệt nước mắt trên mặt nàng, nói khẽ, "Thế nào? Bại ra đồ đệ, ai khi dễ ngươi rồi?" Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 55, tiêu nhược tình không biết mình hẳn là bày ra biểu tình gì. Đối với Tô Bác cái này theo một ý nghĩa nào đó đã cứu mình hai lần sư tôn. Trong lòng của nàng đã sớm đem hắn phụng làm cuộc đời mình một phần. Tựa như hắn hiện tại động tác kỳ thật rất nhẹ nhàng, nhưng là mình rất rõ ràng đây hết thảy đều là dấu ở tấm kia khuôn mặt giữ tợn phía dưới dối trá giả tượng. Cái này nam nhân trước một khắc còn tại nói trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần câu nói này. Có lẽ một đời trước mình sau khi nghe được sẽ khịt mũi coi thường. Sư tôn ôn nhu như vậy, mặc dù chưa từng đối với mình làm qua cái gì, mình cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái chủng loại kia nhàn nhạt, nhạt cảm giác hòa hợp. Thế nhưng là thanh kiếm kia đâm hướng mình lồng ngực tư vị mình đời này có lẽ cũng không quên được. Cho nên Tiêu Nhược Tình trong lòng rất tin tưởng vững chắc, cái này cũng có thể thật không phải là một câu trò đùa nói. Tô Bác rất có thể trong lòng thật là nghĩ như vậy. Mình cũng có nghĩ qua, nếu như không có Tô Bác, có lẽ mình tại Tiêu gia đại viện thời điểm liền đã chết mất đi. Cái này cũng chẳng qua là chết sớm một chút chết muộn một chút khác nhau nhưng là bản chất cũng không phải là dạng này. Mình có lẽ đối với Tô Bác hận ý cũng không phải là hắn một kiếm chém mình, càng nhiều hận là tới từ Tô Bác phản bội mình. Hận hắn từ đầu đến cuối đều không có thực tình đối diện mình, hận hắn từ đầu đến cuối cũng giống như như bây giờ làm bộ đối với mình ôn nhu. Mình vốn cho là sống lại một đời đối mặt hắn, có thể làm được lòng yên tĩnh như nước, cho dù là hắn làm cái gì chính mình cũng có thể thờ ơ. Nhưng là tiêu nhược tình phát hiện, mình cũng không có mình trong tưởng tượng kiên cường. Nàng nhìn thấy Tô Bắc rút ra cái kia thanh thanh bình kiếm phản ứng đầu tiên chính là khủng hoảng. Sau đó mê mang. Tô Bắc biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc, mắt thấy ngón tay cái liền muốn xoa không đến kia tựa hồ còn có hướng phía dưới chảy xuôi xu thế nước mắt. Vội vàng móc ra một khối khăn lụa tại tiêu nhược tình trên mặt hung hăng cọ. Ngay sau đó trên mặt chính là hiện ra phẫn ớt chi sắc. Cũng không thể để cái này công cụ người đồ đệ thụ khi dễ à. Nàng nếu là thụ khi dễ mình thế nào khả năng nằm dễ chịu vừa mới tu luyện liền để mình làm ra cái đại thành vô ngã cảnh giới, giả tất trang thư thái như vậy. Đây chính là mình cao nhất hách à. Tiêu nhược tình nắm qua tô bác trong tay tại trên mặt mình lung tung cọ khăn lụa, mười cái như ngọc thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, bình tĩnh một chút mình phức tạp nội tâm. Sau đó cứ như vậy nhìn xem tô bác con ngươi mở miệng nói, không có gì sư tôn, không có người khi dễ đồ nhi. Là đồ nhi có chút nhớ nhung nhà. Nhớ nhà, tô bác trên mặt lộ ra có chút vẻ chợt hiểu, nguyên lai là dạng này. Cái này tiêu nhược tình bình thường biểu hiện quá bình tĩnh lãnh đạm, chính mình cũng đã quên đi nàng chỉ là một cái vừa mới đôi tám nữ hài tử. Có loại phản ứng này mới bình thường sao? Mình có cần phải ở thời điểm này dẫn soát một đợt độ thiện cảm? Tô bác con ngươi hiếm thấy lộ ra chân thành chi sắc, nhìn xem tiêu nhược tình, cao giọng mở miệng nói. Về sau sư tôn nơi này chính là nhà của ngươi. Bất kiếm phong chính là nhà của ngươi. Sư tôn chính là nhà của ngươi. Nói xong những lời này về sau, Tô Bắc giơ lên sống lưng, mặc cho mặt trời mới mọc chiếu vào mình cao lớn bóng lưng. Quang mang sấn ra Tô Bắc rồng trương phượng tư, bồng bềnh như tiên cảm giác. Dựa theo bình thường kịch bản đến xem, chính mình nói xong những lời này về sau, tiêu nhược tình sợ là muốn cảm động trong nháy mắt lưu nước mắt. Không chừng sẽ còn nói lên một câu, sư tôn, đồ nhi về sau liền vì ngươi mà sống. Loại này nghe vào liền rất đã tai. Dù sao không có bất kỳ cái gì một câu so với mình giờ này khác này còn muốn phạm tội. Bất quá, Tô Bắc trong tưởng tượng mình ngốc đồ đệ khóc ròng ròng chàng diện cũng chưa từng xuất hiện. Cúi thấp xuống con ngươi tiêu nhược tình khóe miệng hiện ra một vòng nhạt nhạt mỉa mai chi ý, mở miệng nói. Thật sao? Sư Tôn. Tô bác không nhìn thấy tiêu nhược tình biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, gật đầu nói. Tự nhiên. Tiêu nhược tình ngẩng đầu, trong con người lóe ra không hiểu thấu cảm xúc, lại là nhẹ nhàng nói. Vậy Sư Tôn sẽ không phản bội ta sao? Tiếng nói lạc hậu, Tiêu Nhược Tình có thể cảm giác được trái tim của mình tựa hồ vì đó dừng lại. Cứ việc biết rất rõ ràng hắn khẳng định sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng là vẫn có chút khẩn trương, còn kèm theo một chút không đúng lúc địa chờ mong. Tô Bác nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Tiêu Nhược Tình. Làm sao đối thoại cổ quái như vậy? Mà lại, cái này tựa như là tại lập cờ à. Tô Bác nhẹ nhàng địa góp hướng về phía Tiêu Nhược Tình gương mặt, con ngươi mười phần chuyên chú từ nàng hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ khóe miệng, cầm bốc lên một cây khăn lụa lưu lại đầu sợi sau đó đại thủ rốt cục đã được như nguyện địa mò tới tiêu nhược tình đầu bình thản nói không có việc gì mỗi ngày suy nghĩ lung tung cái gì hảo hảo tu luyện mới là vương đạo cái này chữ vật giới chỉ liền cho ngươi đi vi sư nhìn ngươi đã luyện khí cảnh giới vậy liền có thể mở ra cái này chữ vật giới chỉ hảo hảo đi thu thập một chút một hồi chúng ta liền chuẩn bị xuất phát xuất phát tiêu nhược tình con ngươi kinh ngạc nhìn tô bắc nàng không có từ tô bắc trong miệng nghe được câu kia dối trá đến cực điểm Tô Bắc hết thảy cử động nhìn qua đều là như vậy tự nhiên, cũng không có rất tùy ý địa liền hứa hẹn cái gì. Sau đó cứ như vậy vô ý thức duỗi ra mềm non nhu đề, tiếp nhận Tô Bắc đưa tới chữ vật giới chỉ. Nghe Tô Bắc ở bên kia lải nhải lấy cái gì, có biết dùng hay không chiếc nhẫn à? Chúng ta một hồi muốn đi Đông Phong cổ quốc, ai, heo cũng bị mất, không có tiền à? Bất quá những này giống như đều không trọng yếu. Mặc dù nhưng là, nếu như ngươi thật thật một mực như thế thì tốt biết bao à? Hàn Phong gì rào, Kiếm tông cao tới Bạch Ngọc ngoài sơn môn, đứng đấy hai người. Tô Bác chắp hai tay sau lưng, bên hông vác lấy cái kia thanh Tuyệt Thế Thanh Bình kiếm, ngắm nhìn trước mặt đây hết thảy, ngắm nhìn rộng lớn giữa thiên địa. Ai? Tại tông môn trạch lâu như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài sóng một vòng. Tiêu Nhược Tình đã luyện khí, loại này khí vận chi tử đoán chừng tấn thăng trúc cơ chỉ là mấy ngày. Tuy nói thể chất của nàng rất tốt, nhưng là trúc cơ thế nhưng là một cái đại sự. Nhất định phải thiên đạo trúc cơ mới tốt. Tại luyện khí thời điểm đi thêm bong bóng những cái kia tiên tuyển đối thể chất thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Kiếm tông đã bao nhiêu năm không có luyện khí cảnh giới đệ tử, tiên trì tử đoán chừng phải chiêu tân xong việc về sau mới có thể mở ra, hiện tại đành phải đi bên ngoài tìm xem. Còn muốn đi tìm kiếm những cái kia tại mặc thành không hiểu thấu liền mất tích đến kiếm tông đệ tử. Cũng không biết bọn hắn đến tục cùng là gặp chuyện kinh khủng gì, vậy mà đều không kịp hướng kiếm tông báo cáo. Tô bác loáng thoáng có thể cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thủ hạ ý thức sờ lên thanh bình kiếm. Hy vọng sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì đi. Mình còn muốn trong vòng một tháng tranh thủ thời gian chuẩn bị ra tổ chức kiếm tông chiêu tân đại hội đến tiền tiền. Đi đâu kiếm tiền à? Tiêu nhược tình yên lặng không nói cùng tại tô bắc đằng sau không có lên tiếng. Đồ nhi à, ngươi không thể luôn luôn nghiêm mặt. Hành tẩu giang hồ, ngươi dạng này là không giao được bằng hữu. Ngươi hẳn là biết cách cười cười một tiếng. Ừm. Kiếm tông ngoài sơn môn, tinh tế dì dào địa truyền đến trò chuyện thanh âm. Hai lau người ảnh dần dần từng bước đi đến. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 56. Giữa trưa, ánh nắng nghiêng vẩy rừng sao, đem trong rừng tiểu đạo khắp đến rực rỡ vàng rực mắt. Trong núi lượt sinh cây tùng già, xanh um tươi tốt còn giống như đóa đóa hoa cái. Thỉnh thoảng có cô chim vỗ cánh cắm mây, một tiếng gái dài, lượt vang nhân gian. Kiếm tông bạch ngọc ngoài sơn môn, mấy tên ngoại môn đệ tử có chút nhàm chán ngáp một cái ánh mắt lười biếng nhìn xem đi xa hai sư đồ có một câu không có một câu trò chuyện ai đời này cũng không biết có cơ hội hay không trở thành ngũ trưởng lão người như vậy ta hôm qua vừa ngoan tâm đã đem mình chặt xuống đừng suy nghĩ ngũ trưởng lão là ai trong lòng không gái người à chỉ là điểm này chúng ta đều làm không cái gì đồ chơi ngươi chặt xuống cái gì rồi tên đệ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu một mặt bất khả tư nghị nhìn xem một người đệ tử khác đang định muốn nói gì, đột nhiên chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Sau đó vô ý thức quay đầu lại, chính là thấy được một chương lạnh lùng như băng địa khuôn mặt. Khoác trên người một kiện màu trắng đen áo choàng, ba ngàn tóc trắng mặc cho gió thổi phật. Da thịt như tuyết, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt, nhạt quang trạch, một đôi thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng lắc lư, trên thân lộ ra một cỗ xuất trần băng lãnh chi khí. Hai tên đệ tử không dám chút nào nhìn nhiều, vội cúi đầu xuống, thận trọng nói, gặp qua cửu trưởng lão cửu trưởng lão muốn ra tông môn sao đan vô lan địa con ngươi nhìn chằm chằm đi xa tô bắc tùy ý địa ử ừ một tiếng sau đó chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhìn xem biến mất đan vô lan hai tên đệ tử chỉ cảm thấy cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất thở dài một hơi lẩm bẩm nói cửu trưởng lão quá có cảm giác áp bách đúng vậy à cửu trưởng lão dạng này tiên tử đến tột cùng cái gì nhân tài xứng với à lại nói ngươi không cảm thấy món kia áo khoác tử nhìn rất quen mắt sao tựa như là có chút cho nên ngươi chừng nào thì chặt xuống. Tô Bắc dẫn Tiêu Nhược Tình một đường hướng phía Mạc Thành phương hướng đi đến. Kỳ thật lấy Tô Bắc hóa thần cảnh giới, ngàn dặm bất quá gang tắc, bất quá Tô Bắc có chủ tâm muốn tôi luyện một chút mình bại ra đồ đệ. Dù sao loại này khí vận chi tử theo đạo lý đi ở nơi nào đều có thể phát động cái gì đặc thù không may kịch bản. Treo núi hẳn là sẽ gặp phải cường đạo, lội nước hẳn là có thể gặp phải hải tặc, mua thứ gì có thể gặp được không biết sống chết pháo hôi NPC. Bất quá để Tô Bắc cảm thấy buồn bực là, dọc theo con đường này hết sức bình tĩnh bình tĩnh để tô bắc toàn thân không được tự nhiên ngay cả cái giả tất đánh mặt cơ hội đều không có gặp phải mỗi người đều là cười tủm tỉm còn thỉnh thoảng địa cho mình ném điểm đan dược cái gì thật sự là kỳ quái tươi sáng càn khôn thế phong nhật hạ mọi người làm sao đều như thế hiền lành dù sao mình dẫn tiêu nhược tình tiến kiếm tông thời điểm cũng không phải dáng vẻ như vậy mấy ngày nay thời gian bên trong tại tô bắc nghiêm khắc giám sát phía dưới tiêu nhược tình mỗi giờ mỗi khắc địa không tại tu luyện lấy công pháp. Tô Bắc càng là không chút nào keo kiệt trong tay mình đủ loại đan dược, một mạch địa tất cả đều đóng cho tiêu nhược tình. Một mặt vi nhân sư biểu hiền lành chi khí, nhìn qua trước mặt bảo bối hách. Đồ nhi à, cái này luyện khí đan vi sư còn có chừng 300 khỏa, trong miệng ngươi không có mùi vị liền ăn. Không có, vi sư lại đi muốn. Nha, cái này vàng óng đan dược gọi tụ khí đan, có thể giúp ngươi gia tốc vận chuyển linh khí tu luyện nhanh hơn tốc độ. Ừm, cái này đan dược gọi sáu vị địa hoàng hoàn a à, cái này ngươi không thể ăn tô bác ho nhẹ một tiếng tại tiêu nhược tình ánh mắt khó hiểu bên trong chứng chạc đàng hoàng đem sáu vị địa hoàng hoàn một lần nữa thả lại trong chữ vật giới chỉ tiêu nhược tình ánh mắt phức tạp địa tiếp nhận tô bác đưa cho mình đủ loại đan dược nàng là nhận biết những đan dược này ngoại trừ cái kia sáu vị địa hoàng hoàn mỗi một loại đối với bình thường tu sĩ tới nói ăn vào đều là xa xỉ phần lớn tu tiên giả đặc biệt là cũng giống như mình luyện khí cảnh giới Bình thường tu luyện bình thường đều là dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí, mà loại này luyện khí trong nội đan ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh khí đối tu sĩ tới nói có thể nói là cực kỳ trân quý. Tô Bắc cứ như vậy cho mình, mình càng ngày càng xem không hiểu hắn. Bình tĩnh mà xem xét, một thế này cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ làm qua bất luận một cái nào để cho mình cam hận sự tình, thậm chí còn cực kỳ bao dung mình, sủng ái mình, mặc cho mình dở tính trẻ con. Lấy sư tôn cái góc độ này tới nói hắn hẳn là làm được cực hạn hắn sẽ đối với mình cười thỉnh thoảng sẽ hù dọa một chút chính mình có lúc tiêu nhược tình thậm chí sẽ sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ có phải hay không ở kiếp trước hết thảy đều là tự mình làm một giấc mộng hiện tại tô bắc hiện tại thế giới mới thật sự là chỉ là lồng ngực kia chỗ thống khổ nhưng lại là đang cực lực địa phủ định lấy đây hết thảy tiêu nhược tình con ngươi sen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mờ mịt cứ như vậy gặm một đường đủ loại đường đậu tử có kinh nghiệm của kiếp trước ra trì dưới, bất quá chỉ là 2-3 ngày thời gian, cũng đã tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Khoảng cách trúc cơ cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Mà cái này tốc độ tu luyện cũng làm cho tô bác hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt mong đợi nhìn xem tu vi của mình. Nhìn xem tựa như là trong lam tiểu điều hạ trở học tập tư liệu, tu vi của mình phảng phất như là từng chút từng chút nhảy nhót tốc độ đường truyền, càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm. Phản hồi 6,500 lần, phản hồi 42 lần phản hồi nửa lần phản hồi gấp hai tô bắc một mặt hắc tuyến liền mở đầu mãnh mấy lần hệ thống còn mang hạn lưu đây là cưỡng ép để cho mình xử lý hội viên làm về sau còn phải nói nội dung có dị thường không thể gia tốc phi mặc thành chỉ là nghe danh tự tới nói rất có một phen phong nhã tri tình tô bắc dẫn tiêu nhược tình một đường bôn ba rốt cục có thể trông thấy kia cao lớn cửa thành hàn phong thổi thổi trên tường thành cờ xí bay phất phới bông tuyết muốn so kiếm trong tông dày đặc được nhiều. Nhìn xem người đến người đi dòng người, tô bác một mặt buồn vô cớ mà nhìn xem Mạc Thành, chắp hai tay sau lưng buồn bã nói. Ai? Mạc Thành à? Vi sư sợ là có gần một tháng không có tới. Lần trước tới thời điểm vẫn là lần trước. Tô bác quay người lại nhìn xem trên đường đi đều là trầm mặc không thú vị tiêu nhược tình. Tuyết nhao nhao vinh vang mà rơi xuống, tiêu nhược tình khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười, cứ như vậy si ngốc nhìn qua bay đầy trời tuyết. Rũi ra một con đầu ngón tay trắng nõn, tiếp được từ khâu trung nhẹ nhàng rớt xuống tuyết bay, bông tuyết từ ngón tay khe hở vẩy xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành nước đọng. Tựa hồ là thấy được Tô Bác đang nhìn nàng, tiêu nhược tình thu hồi kia tia tiếu dung, cúi thấp xuống con ngươi nhẹ nhàng nói: "Sư tôn, chúng ta tới rồi sao?" Tô Bác chỉ cảm thấy trái tim không khỏi ngừng một chút, sau đó chính là phanh phanh phanh, cực nhanh nhảy lên. Tên đồ nhi này hiện tại thật đúng là càng ngày càng phạm tội. Dứt bỏ nàng là đồ đệ mình thân phận không nói. Nói đúng là có khả năng hay không cái kia khả năng đâu. Sau đó Tô Bác ho nhẹ một tiếng, con ngươi cười cười mở miệng nói. Đúng vậy à, chúng ta đến, chúng ta vào thành đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 57. Tuyết bay xen lẫn mưa phùn đánh tại trên mái hiên, trên tường đá, văng lên bông tuyết. Mặc thành cứ như vậy tan vào tại một mảnh sương mù mưa trong cơn mông lung. Đông tuyết làm ướt cổ xưa bàn đá xanh đường, tại mưa kẹp tuyết thấm vào phía dưới lộ ra thuần túy xanh đậm. Mưa tuyết như thoi đưa, một ngày này Mạc Thành đi vào một đôi sư đồ. Mạc Thành lui tới người cũng là rất nhiều, có lẽ là bởi vì các đại tông môn đều muốn chiêu tân nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì Mạc Thành Hồng Các vừa mới cử hành xong Hoa Khôi thi đấu, cho dù là trên trời có tuyết rơi, vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Tô Bắc hai người trên đầu mang theo mũ rộng vành, tại cái này phàm nhân cùng tiên nhân hỗn tạp địa phương cũng không có cái gì xuất chúng. Nhiều lắm thì một chút tiểu nương tử đỏ mặt, nhìn xem Tô Bắc phong thần tuấn tú khí chất, thèm chảy nước miếng sau đó một mặt u oán nhìn xem mình không kiên trì được ba hơi trưởng quỹ vô hoa khuyết tông môn chiêu sinh tin tức độc nhất tay tin tức chỉ cần năm lông hồng các hoa khôi danh sách đại phóng đưa à một phần chỉ cần một khối ngũ đạo khẩu tông môn chiêu sinh năm nay tựa hồ điểm số thấp xuống một chút bản nhân trong tay có chỗ có tông môn tin tức trong đó đã bao hàm ngũ đạo khẩu viên đại viên vô hoa khuyết tinh nguyệt tông thương tỉnh tông cái kia xin hỏi một chút có hay không kiếm tông à? Kiếm tông, cái gì rác rưởi chó nghe đều lắc đầu. Không chỉ là Mạc Thành, toàn bộ 21 châu liên quan tới các đại tông môn thu nhận học sinh tin tức khắp nơi đều có. Phố lớn ngõ nhỏ vô số người nghiên cứu thảo luận nghị luận trưng cầu ý kiến lấy có quan hệ phương diện tin tức. Như là bởi vì không có một cái nào đem đủ loại tin tức tập trung lại con đường, cho nên tìm hiểu có thể nói là 10 phần khó khăn. Tô Bắc một mặt cổ quái nghe người chung quanh không còn che giấu lớn tiếng nghị luận. Kiếm tông thanh danh kém như vậy sao? coi như kém thế nào đi nữa cũng là một cái à. Mạt lưu cũng là. Nhìn xem bên cạnh đồng dạng là nháy con ngươi, ánh mắt mang theo từng tia từng tia vẻ nghi hoặc nhìn xem mình tiêu nhược tình. Tô bác ho nhẹ một chút, sau đó mở miệng nói. Những này phàm phu tục tử trong mắt đoán chừng chỉ có ngũ đạo khẩu, viên đại viên. Vi sư lần này ra tông môn vì chính là muốn dương ta kiếm tông chi uy. Ừm, thuận tiện tại đi tìm hiểu một chút ngươi những cái kia thần bí biến mất các sư huynh. Nhìn thấy ven đường một cái quán rượu, tựa hồ còn có dư thừa không vị tô bắc mang theo tiêu nhược tình trực tiếp đi tiến vào quán rượu ngồi xuống hai người sau khi đi vào cũng không có gây nên quá nhiều chú ý chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo ánh mắt mang theo lấy một chút tò mò phiết mấy lần tô bắc đưa tay vẫy vẫy tiểu nhị muốn một bình trà về sau nhìn một chút tiêu nhược tình khóe miệng hiện ra một vòng đường cong sau đó nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bờ vai của mình tiêu nhược tình mang theo lấy nghi vấn nhìn xem tô bắc tô bắc hừ lạnh một tiếng sau đó hướng phía cách đó không xa một cái ngay tại cho một nam tử ngồi lớn bảo vệ sức khỏe nữ tỳ tử phương hướng tức giận bĩu môi tiêu nhược tình thân thể hơi cứng đờ chớp chớp con ngươi đứng dậy yên lặng đi tới tô bác sau lưng nhẹ nhàng địa sắn phiêu tay áo lộ ra hai con trắng nõn cánh tay ngọc lúc lên lúc xuống địa xoa bóp tô bác nửa híp con ngươi đem đầu gối lên nàng trên thân cảm thụ được mình đồ nhi kia mềm mại không xương tay nhỏ êm ái nắm vuốt bờ vai của mình cảm thụ được kia mang theo từng tia từng tia tinh tế tỉ mỉ địa nhiệt nóng thân thể cảm thụ được cái ót dựa vào túi chi địa chỉ cảm thấy mặc thành ánh nắng như thế tươi đẹp nhẹ nhàng địa thở dài một hơi mở miệng nói đồ nhi à ngươi cũng đã biết vi sư vì sao muốn tới chỗ như thế tiêu nhược tình con ngươi bình thản không có dừng lại trong tay động tác mở miệng nói đồ nhi biết hạ cửu lưu chi địa dòng người phức tạp nhiều người phức tạp thích hợp nhất tìm hiểu đủ loại tin tức tô bác con ngươi hơi kinh ngạc lập tức nghĩ nghĩ. Cũng thế, đây cũng là người đều biết thưởng thức vấn đề. Tô bác thoải mái dễ chịu địa híp híp con ngươi, cảm thụ được tiêu nhược tình non mịn tay nhỏ tại trên vai của mình nhào nặn, lỗ tai dựng lên, nghe trong tử lâu tiếng người huyên náo. Một uống rượu tráng hán một mặt ửng hồng chi sắc, phanh, phanh 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 vỗ bàn, lớn tiếng nói, nấc. Liền năm nay các đại tông môn nghi thức khai mạc, ta dám cam đoan. Tuyệt đối vẫn là vô hoa khuyết nghiêu nhất tất. 50 năm trước chiêu sinh hình ảnh ta cũng đã gặp qua, vua ta hai sẹo mụn đánh cược, tuyệt đối vẫn là vô hoa khuyết. Cái khác khách uống rượu gân cổ một mặt không ăn vào ý, khi giống quát. Làm sao? Ngũ đạo khẩu rất kém cỏi sao. Ta nói cho ngươi, luận chiêu tân nghi thức khai mạc, ta nhị cường tử liền không có gặp qua mạnh hơn ngũ đạo khẩu. Những này tông môn bên trong là thuộc ngũ đạo khẩu mạnh nhất. Vô hoa khuyết, viên đại viên, tinh nguyệt tông. Bên cạnh một thiếu niên người như vậy nhẹ nhàng địa kéo hắn một cái, sau đó mang theo nghi hoặc địa mở miệng nói nghe các ngươi nói nhiều như vậy vì cái gì không có kiếm tông à kiếm tông không phải cũng là sao kia say rượu khách uống rượu sau khi nghe được một mặt cười nhạo sau đó đứng lên nhìn xem một đám khách uống rượu mở miệng nói hắn vậy mà nói kiếm tông ha 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 kiếm tông cười không sống được cái kia kiếm tông nghi thức khai mạc không phải mỗi lần đều là một người cầm một thanh kiếm hướng trên trời cắm xuống sao là thật keo kiệt à một điểm tiền không bỏ được hoa à sau đó toàn bộ trong tử lâu chính là vang lên một mảnh cười vang. Cái kia hỏi vấn đề thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn một chút một mực đeo trên cổ tiểu kiếm, mở to hai mắt nói. Các ngươi làm sao dạng này trống rỗng ô kiếm tông trong sạch? Cái gì trong sạch? Ta đều tận mắt thấy kiếm tông cái này chiêu tân nghi thức khai mạc, một đống người ngồi mắng. Thiếu niên liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái từng cái phun ra, tranh luận nói. Chiêu tân nghi thức khai mạc không thể tính. Chiêu tân. Chiêu tân sự tình, có thể tính không nỡ dùng tiền sao. Liên tiếp chính là khó hiểu lời nói, cái gì tỷ tỷ của ta đều muốn đi kiếm tông, cái gì kiếm tông ngũ trưởng lão là thần tượng loại hình. Dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Trong tử lâu bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Tô bác mở ra con ngươi, hướng phía thiếu niên kia nhìn lại. Trong lòng không khỏi dâng lên trận trận dòng nước ấm chi ý. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, thân sắc trang nghiêm, tiếp nhận tiểu nhị đưa tới nước trà, hướng về phía thiếu niên kia vẫy vẫy tay. Ngươi, Đúng, chính là ngươi, ới. Thiếu niên kia giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó chính là nghe được tựa hồ có người đang gọi mình. Dương mắt liền thấy được một áo trắng nam tử. Nhịp tim một nháy mắt đình chỉ, cứ như vậy nhìn qua nam tử trước mặt. Nam tử chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng cảm giác giống như toàn thân trên dưới đều phủ thêm một tầng quang mang. Nổi bật lên hắn đẹp mắt con ngươi sơn sáng như tinh. Tô bác chấp hai tay sau lưng, chuyển mắt bác chú ý, đẹp mắt mày kiếm ngưng làm xuyên, con mắt càng híp mắt càng mảnh chỉ còn lại một đầu phong tuyến gió lặng yên mà lên vung lên hắn một bộ vạt áo như văn giống như cờ nam hải có chút không dám tin tưởng địa mở miệng nói ngươi ngươi gọi ta tô bác nhẹ gật đầu thiếu niên cưỡng chế lấy nhịp tim hướng phía tô bác đi tới nhìn xem tấm kia mũ rộng vành hạ tựa hồ có chút khuôn mặt quen thuộc mở miệng nói tiên sinh xin hỏi chuyện gì tô bác khẽ nhấp một miếng nước trà sau đó thản nhiên nói Ngươi tên là gì? Thiếu niên trông thấy Tô Bác quanh thân hiện ra nhàn nhạt, nhạt quang trạch, mà lại bên hông tựa hồ còn cài lấy kiếm, chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Đây tuyệt đối là đụng vào đại cơ duyên. Trong con người lóe ra danh danh Hào Quang, cứ như vậy nhìn xem Tô Bác mở miệng nói, "Tiên sinh, Ta, à, ta gọi mặc Tiểu Cường." Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 58. Mặc Tiểu Cường. Tiêu Nhược Tình con ngươi hơi híp một chút, lông mi thật dài giống cái lược nhỏ một chút một chút trải lấy trắng nõn địa đầu ngón tay cũng không có đình chỉ trên dưới nhào nặn động tác cái tên này rất quen thuộc tô bác nhẹ nhàng địa khoát tay ra hiệu sau lưng tiêu nhược tình dừng lại bóp vào mình bả vai tay nhỏ sau đó con ngươi nhìn chăm chú tỉ mỉ đánh giá cái này gọi mặc tiểu cường thiếu niên cái này xem xét không khỏi là giật nảy mình cái này gọi mặc tiểu cường thiếu niên khí vận lại là tử sắc đây là một cái gì khái niệm gần với màu đỏ à tiêu nhược tình là màu đỏ khí vận có thể nói là cái này 21 châu cao cấp nhất, cũng là Tô Bắc dự định đi tìm đồ đệ. Mà mặc tiểu cường bực này tử sắc khí vận, tương lai tuyệt đối cũng tất nhiên là một cái chủ tuyến trọng yếu NPC. Chỉ là đáng tiếc, có chút gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Bất quá cho dù hắn là màu đỏ khí vận, mình cũng tuyệt đối sẽ không thu hắn làm đồ đệ chính là. Dù sao hiện tại mình chỉ có thể thu hai cái. Mà lại Tô Bắc cũng là một cái ý chí kiên định nam nhân, chỉ lấy nữ đồ đệ, mình ưng thuận hứa hẹn tuyệt đối sẽ không biến. Bất quá lập tức Tô Bác chính là một mặt vẻ cổ quái, vì cái gì tại chính mặc Thành tùy tiện xem xét đều có thể trông thấy bực này khí vận người. Hắn dựa vào cái gì có tử sắc khí vận? Chẳng lẽ chung quanh hắn có cái gì càng ngưu bức khí vận chi tử hay sao? Nghĩ được như vậy, Tô Bác không khỏi là cười lắc đầu. Mình nghĩ quá đẹp, cái này sao có thể? Bất quá mới ra tông môn chỉ là mấy ngày, mình đốt đi thơm nhanh như vậy liền có thể gặp phải kế tiếp màu đỏ khí vận người. Mạc Tiểu Cường tại Tô Bắc nhìn chăm chú phía dưới một cử động cũng không dám, nhẹ nhàng điện nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi càng không ngừng ngắm lấy Tô Bắc bên hông nghiêng vác lấy thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia mặc dù cắm ở cổ phác gỗ trinh nam trong vỏ kiếm, nhưng là trực giác nói với mình, thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Ngay tại lung tung suy nghĩ cái gì thời điểm, Mạc Tiểu Cường đột nhiên nghe được cái này cao nhân gọi mình, "Tiểu Cường à, ở chỗ này ngồi, năm nay kia lớn bao nhiêu?" Vừa rồi ta nghe thấy ngươi cùng người tranh luận kiếm tông. Kiếm tông không phải một cái mặt lưu 985 sao. Ngươi tại sao muốn thay kiếm tông nói chuyện? Mặc tiểu cường ngẩng đầu, nhìn xem tô bác tấm kia thanh tú tuấn giật gương mặt, hiền lành con ngươi, khóe miệng toát ra một tia như có như không mỉm cười, không khỏi tâm thần đại định. Quả nhiên, tiền bối khảo nghiệm đến rồi. Sau đó mặc tiểu cường hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, tiên sinh, tiểu tử cũng không tính là gì cùng khổ người, gia cảnh cũng coi như được giàu có. Bình thường tu tiên thành tích học tập cũng không tệ, đối với 21 châu các đại tông môn cũng có được mình độc đáo kiến giải. Ta cùng tỷ tỷ đều cho rằng những này 985 trong tông môn nhất bị đánh giá thấp chính là kiếm tông. Từ xưa trong giang hồ liền có kiếm giả khoái ý ân cửu. Mặc tiểu cường nói lưu loát, thiên hoa loạn trụy, chỉ bất quá phía trước nói những này tô bác đều không nghe rõ ràng, hoặc là nói căn bản không có ý định đi nghe. Tới tới lui lui chỉ nghe được một cái từ ngữ, Tỷ tỷ, tiểu tử này có tỷ tỷ. Tô bác phần môi mang cười, nở nụ cười nhìn xem mặc tiểu cường hỏi, ngươi có tỷ tỷ? A, có. Mặc tiểu cường đột nhiên bị tô bác đánh gãy, trong lúc nhất thời có chút mộng, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng đáp ứng nói, vậy ngươi tỷ tỷ. Tô bác bưng nước trà, một mặt ý cười liền định đem cái đề tài này dẫn quá khứ. Đứng phía sau tiêu nhược tình nhìn xem tô bác dáng vẻ, chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng không hiểu dâng lên một tia bực bội chi ý nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, sau đó buồn bã nói, sư tôn, chúng ta là đến tìm kiếm đầu mối đi. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ban đêm còn muốn ở trọ. Tô bác bộ mặt nghiêm nghị, hơi chút ghé mắt, chính là trông thấy ở sau lưng mình đứng đấy tiêu nhược tình chính đem bờ môi cắn đến anh thấu, nhẹ nhàng địa híp con ngươi nhìn xem mình. Không khỏi dùng mình một cái, lập tức đem trong chén nước trà uống cho hết, nghĩ nghĩ, từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm một cái thẻ bài. Mặc tiểu cường hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng vui thích từ tô bắc trong tay tiếp nhận chớp mắt to nhìn xem tô bắc tiểu cường à cái này bảng hiệu là tín vật của ta Ừm, ngày mai lúc này ngươi ta vẫn là thời gian này liên hẹn tại cái này trong trà lâu đi ta nhìn ngươi hữu duyên muốn cho ngươi lưu một phần tạo hóa tô bắc nói xong mang lên mũ rộng vành chính là mang theo lãnh đạo nghiêm mặt tiêu nhược tình rời đi trà lâu mặc tiểu cường chăm chú điện nắm vút nhỏ bảng hiệu con ngươi rành rành mà nhìn xem Tô Bác đi xa bóng lưng, nhìn qua kia biến mất tại trong gió tuyết bóng lưng cao lớn, tự lẩm bẩm, vị tiền bối này tuyệt đối là kiếm tông cao nhân. Ta nhất định phải nhanh về nhà, đem chuyện này nói cho tỷ tỷ. Tô Bác chấp hai tay sau lưng tại người này người tới quá khứ trên đường cái xuyên qua, nhìn xem vẫn như cũ là cắn chặt môi đỏ không nói một lời tiêu nhược tình, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thú ý. Thật sự là không ủng công chuyến này à? Vậy mà thấy được chính mình cái này đồ đệ mặt khác. Đồ nhi à, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Vi sư biết mình mị lực lớn. Tô Bác nhếch miệng lên một vòng đường cong, không khỏi muốn trêu chọc vài câu. Dù sao mình cũng không phải loại kia điển hình Nhật mạn thấp thông minh nhân vật nam chính, Tiêu Nhược Tình vừa rồi thần sắc tuyệt đối là ăn dấm. Tuy nói cái này nhàn nhạt, nhạt ghen tuông để Tô Bác có chút không hiểu thấu. Nghe được Tô Bác câu nói này, Tiêu Nhược Tình con ngươi híp híp, nhàn nhạt, nhạt hừ một tiếng. Chỉ là một màn kia đã nhiễm lên tai đỏ ửng đều tuyên thệ lấy nàng phức tạp tâm tình mình rõ ràng như thế hận hắn, muốn hắn chết. Thế nhưng là vì cái gì nghe được sư tôn ở trước mặt mình đường hoàng đi nói những nữ nhân khác lúc, trong lòng sẽ có một tia không thoải mái. Không, đây nhất định không phải không thoải mái. Hẳn là mình sợ những cái kia khác nữ tử lâm vào ma chảo của người này bên trong. Là, chính là cái này bộ dáng. Mình là chúa cứu thế, là vì cứu các nàng. Tô bác nhìn thấy tiêu nhược tình không có trả lời, vẫn như cũ là sụ mặt, tự giác có chút không thú vị trước người sau người là từng chương người đi đường gương mặt xe ngựa lăn tăn dòng người như dệt cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiểu thương rất có lực xuyên thấu gào to âm thanh ngẫu nhiên còn có một tiếng ngựa hí huyết dài từ cảm giác giống như đưa thân vào một bộ sắc thái lộng lẫy địa phong phú trong bức họa tô bắc không chịu được dừng bước lại mắt nhìn lấy huyết hồng sắc tà dương đột nhiên cũng có chút cảm khái sau đó xoay người nhìn tiêu nhược tình con ngươi thản nhiên nói đồ nhi à ngươi mỗi ngày sụ mặt không mệt mỏi sao tiêu nhược tình nghe được tô bắc có chút sững sờ một chút trong lúc nhất thời có chút tâm loạn mình cũng không muốn mỗi ngày sụ mặt thế nhưng là thế nhưng là cừu nhân của mình ngay tại bên cạnh mình chẳng lẽ mình còn muốn tâm lớn mỗi ngày cười toe toét chính mình mệt không tô bắc thu hồi vừa rồi ý nhạo báng lẳng lặng mà nhìn xem tiêu nhược tình tuyệt mỹ gương mặt trên đời dễ dàng nhất tàn phá người chỉ có hai dạng đồ vật một cái là cừu hận một cái khác chính là tơ tình tơ tình làm cho người ảm đạm tiêu hồn, cưu hận lại làm cho người quặn đau tận xương, đến chết mới thôi. Thế nhưng là một người nếu như đã đem mình hoàn toàn đầu nhập tại trong cưu hận, ngươi sao có thể kỳ vọng nàng còn có mộng đâu. Cưu hận là hẳn là có, nhưng là nếu như nhân sinh của ngươi toàn bộ là vì cưu hận mà sống, kia có ý nghĩa sao? Cuối cùng ngươi báo thủ, chấm dứt cái này hận, ngươi có thể được đến cái gì? Trống rỗng, vẫn là khoái cảm. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, Đồ đệ thiên phú khóc thét tập 59. Tiêu nhược tình cứ như vậy mờ mịt nhìn xem tô bác. Nhìn xem cái này để cho mình hãm sâu tơ tình cùng cừu hận nam nhân. Cái này nam nhân tại phá hủy đạo tâm của mình. Thế nhưng là, mình giết hắn về sau liền thật có thể giải thoát sao? Kiếp trước mình cuối cùng giết kia diệt tộc nhân mình cừu nhân về sau là cảm giác gì? Đại thù đương báo khoái ý. Thế nhưng là cái này cùng tô bác không giống à? Tô bác phất phất tay tại tiêu nhược tình địa trước mắt lung lay một chút tiêu nhược tình lấy lại tinh thần nhìn trước mắt sư tôn con ngươi ung dung mê ly thỉnh thoảng sáng rực phun tuyết sau đó khóe miệng nhẹ nhàng địa cong lên lộ ra một cái không biết là cười vẫn là đáng chát biểu lộ trời chiều chính đẹp chiếu đến tiêu nhược tình tuyệt mỹ dung nhan kia một đầu trên mái tóc châm cài tóc hiện ra điểm điểm lưu quang thành nội hai bên đường phố trồng lấy mai vàng hoa váy bờ ôn nhu địa vịn từng chiếc ngón tay ngọc gió nhẹ nhàng địa thổi nàng trường sam tố la váy thổi một cây mai vàng hoa khẽ đung đưa đây hết thảy khiến Tô Bác Huyễn nghi ngờ đến cực điểm. Trong nháy mắt đó tuyệt sắc khuynh thành lại ép đầy trời mai vàng thất sắc. Xinh đẹp gặp, có nữ tử đậu khấu anh diễm. Tiêu nhược tình địa đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Tô Bắc. Tô Bác nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng. Sau đó thuận tay từ một nam tử trên bờ vai khiêng cầm chuỗi đường hồ lô bên trong lột xuống một cái, đưa tới tiêu nhược tình địa trong tay. Cái kia bán mức quả nam tử một mặt che đậy nhìn xem tô bắc, vừa định nói ngươi còn không có đưa tiền đợi thấy rõ tô bác thanh tú tuấn giật địa khuôn mặt về sau không khỏi là rất là chấn kinh vội vàng nói a à, công tử đẹp trai như vậy không cần tiền tiêu nhược tình vô ý thức tiếp nhận kia đỏ rực địa băng đường hồ lô nhìn qua phía trên bọc lấy đường phèn trái cây nhìn xem tô bác cong cong địa con người nhẹ nhàng địa mở ra miệng thơm nho nhỏ địa cắn một chút không phải rất ngọt có chút chùa đồ nhi ngươi cũng đã biết hồng các tô bác xa xa nhìn qua cách đó không xa kia xa hoa kiến trúc trong con người hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt, lửa nóng chi ý, buồn bã nói. Tiêu Nhược Tình đè xuống tâm phiền ý loạn tâm cảnh, nhẹ gật đầu. Hồng Các, 21 châu nổi danh đốt kim quật. Tô Bác chấp hai tay sau lưng, nhíu nhíu mày một mặt đắc ý nói, "Này này này, ngươi chỉ biết một mà không biết hai ba bốn. Hồng Các mặt ngoài làm chính là da thịt mua bán, trên thực tế phía sau thế nhưng là lừng lẫy nổi danh 985 tông môn Tinh Nguyệt Tông. Bất quá cái này tông môn có một ít môn đạo, Tuy nói tại 21 châu Phong Bình thật không tốt, được vinh dự ma tông. Nhưng là nó môn hạ đệ tử nhưng toàn bộ đều là nữ tử, cái này tông môn cùng thương tỉnh tông có chút không giống. Thương tỉnh tông mặc dù cũng vì ma tông, nhưng môn hạ nam nữ đệ tử đều có, đồng thời tu luyện công pháp chủ yếu lấy đoàn tụ làm mục đích. Ừm, đơn giản điểm ngươi có thể hiểu thành, một cái là còn muốn điểm mặt đồng thời hơi giữ mình trong sạch ma tông, một cái khác là cái gì cũng không cần, tận hưởng nhục thể vui thích tông môn nhìn xem tiêu nhược tình một mặt minh ngộ biểu lộ tô bắc tiếp tục nói ra cái này hồng các đâu cũng không chỉ là câu lan kỳ thật nàng bản chất là một cái thu thập mua bán tình báo địa phương hiện tại mắt thấy sắc trời đã tối vừa vặn ngươi ta sư đồ hai người cũng không có cái gì chỗ ở ừm ngươi cải trang cách ăn mặc một chút chúng ta đêm nay ngay tại hồng các ở nhìn xem tiêu nhược tình một mặt hồ nghi biểu lộ tô bắc có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng ngay sau đó chính là chững chạc đàng hoàng sắc mặt nghiêm túc nói Vi sư cuộc đời từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Làm sao có thể là ngươi nghĩ loại kia? Thật chỉ là đơn thuần không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì địa đi nghe ngóng điểm tin tức. Dù sao ta kiếm tông đệ tử nhiều như vậy, vẫn là tại Mạc Thành mất tích, hồng các như thế lớn ngành tình báo làm sao có thể không biết. Tiêu nhược tình nhàn nhạt, nhạt ồ một tiếng, sau đó đem tóc dài nhẹ nhàng địa buộc lên, dùng một cây dây lụa buộc lên. Cái nào đó không có người chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn xem tinh tế gì rào mang mang hồ hồ, dây vò nửa ngày tiêu nhược tình tô bắc cau mày nhìn xem kia căng phòng địa phía trước nhìn bên trái một chút lại nhìn xem vẫn còn có chút không hài lòng sau đó nghĩ nghĩ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối buộc ngực vải đưa tới đồ nhi à ngươi đi đem cái này quấn lên Ừm lạc gấp điểm nào có nam nhân cơ ngực như thế phát đạt a à, vi sư không nhìn ngươi không cần cõng ngươi nhìn vi sư che mắt đâu tiêu nhược tình một mặt cười lạnh nhìn xem tô bắc nhìn xem cái kia cản trở con mắt địa trên tay rộng lượng khe hở. Nhìn thấy mình đồ nhi như thế không tín nhiệm mình, tô bác không khỏi nhếch miệng. Có chút không tình nguyện xoay người qua. Lại là một trận giày vò về sau, hai tên tuấn tú công tử, trong tay cầm một cái quạt xếp. Tại một đám oanh oanh yến yến địa vây quanh phía dưới, hùng dũng oai vệ đi tiến vào xa hoa trị lạc hồng các đại môn. Ngay tại tô bác cùng tiêu nhược tình chân trước bước vào hồng các về sau, một hất lên áo choàng lạnh lùng như băng địa tóc trắng nữ tử cũng là đi tới hồng các trước ngẩng đầu trong con ngươi tràn đầy chán ghét chi sắc nhìn xem cái này cổ hương cổ sắc cực kỳ xa hoa địa cao ốc sau đó hít vào một hơi thật dài duỗi ra một đầu dấu ở váy lụa phía dưới thon dài cặp đùi đẹp chính là nhấc chân chuẩn bị bước vào cổng một mặt xung quang đầy mặt chiêu đãi khách nhân quy công nhìn thấy tình cảnh này quá sợ hãi nào có như thế nữ tử quang minh chính đại đi dạo kỹ viện vội vàng bước nhanh đi tới nữ tử trước người mở miệng nói tiên tử à nơi này cũng không hưng đến à nếu là ở trọ, ngươi xoay người đi sát vách. Chỗ kia là mặc thành cấp 5 sao khách sạn. Đan vô lan con ngươi híp híp, nhìn xem nam tử trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Cũng không phải không trả tiền. Quy công mặc dù có một chút điểm tu vi, nhưng là sao có thể chống cự được đã là phản hư cảnh giới địa đan vô lan. Một cỗ lãnh ý trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn thân, vô ý thức hai chân phát run, toàn thân mềm yếu bất lực, nhưng vẫn là cưỡng ép nhắm mắt nói. Tiên, tiên tử, nơi này là câu lan à không phải ngài bực này tiên tử có thể đặt chân địa phương mà lại nếu là tiên tử có cái khác nhu cầu lời nói có thể từ hồng các mặt sau cửa nhỏ tiến vào ta hồng các cái khác nghiệp vụ là ở bên kia đan vô lan nhíu mày cũng không muốn để ý tới nam tử trước mặt quay người chính là rời đi hồng các quy công nhìn qua đi xa nữ tử bóng lưng lau mồ hôi lạnh thở dài một hơi không bao lâu một đầu đội áo choàng cơ ngực hơi có chút phát đạt tóc trắng tuấn tiếu công tử chính là đi tới mà hậu đường mà hoàng chi địa bước vào hồng các hồng các tầng cao nhất lầu các bên trên yếu ớt ánh đèn trong lầu các hương khí lưu động thấm vào ruột gan chỉ là có chút người đến một chút chính là có thể móc ra người miên man bất định không nói được hài lòng chi sắc lầu các sau có một cái cự đại từ bạch ngọc khảm nạm mà thành đến ao nước trung quanh hiện đầy lóe nhà nhạt, quang trạch địa đá cội mông lung hào quang chiếu rọi ở trong nước đếm không hết địa cánh hoa phiêu phù ở trên mặt nước, tản ra nhàn nhạt, nhạt hòm thư. Trong nước hồ từ gợn sóng nhẹ nhàng địa nhộn nhạo, tầng tầng sương mù lan tràn, trong cơn mông lung có thể loáng thoáng xem đến một vòng khuyên thành tuyệt sắc thân ảnh ngâm tại trong ao. Nữ tử vai hơi lộ ra, da, da thịt như là son ngọc bóng loáng thủy nộn. Ba ngàn ô tuyết thấm ướt, mang theo bọt nước chăm chú địa dán tại rõ ràng nắm phía trên, loáng thoáng có thể thấy được. Tiêm tiêm ngọc thủ có chút hợp lại cùng nhau, nâng lên trong nước hồ nổi lơ lửng cánh hoa, Mê người môi đỏ nhẹ nhàng địa thổi một cái trong tay nâng lên ao nước, sau đó nhẹ nhàng điện ném không trung, cánh hoa nương theo lấy bọt nước nện vào trong nước hồ, phát ra như chuông bạc êm tai đến tiếng nước. Đột nhiên một thị nữ bộ dáng nữ tử đi đến, nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói, "Tông chủ, ngài muốn tin tức đã tra được. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 60." Ngư Hồng tụ đưa tay tiếp nhận thị nữ trong tay kia một sấp văn kiện mới đầu gương mặt kia bên trên cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, thế nhưng là càng hướng về sau nhìn, đại mi càng là nhíu chặt. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít các loại tin tức, ghi chép 21 châu trong khoảng thời gian này đến một chút đại sự. Cùng tới gần các đại tông môn đến chiêu sinh quý, các tông môn đến một chút chiêu sinh thủ đoạn. Ngư hồng tụ nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đem kia một sấp tin tức ném vào ao nước bên trong. Bịch một tiếng, văng lên một mảnh bọt nước sau đó con ngươi nhẹ nhàng hướng bên cạnh áo trắng thị nữ thoáng nhìn đem toàn bộ thân thể nửa nằm tại trong ao cao cao nâng lên kia đôi thon dài đùi ngọc dọc theo trắng nõn tinh tế tỉ mỉ địa đùi ngọc có thể nhìn thấy một con trắng sáng như tuyết mũi chân như ngọc chi nhuận như gấm chi nhu mu bàn chân màu da tròn oánh thông thấu ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh năm cái trâu tròn ngọc sáng lề chỉ bên trên móng chân đều nhuộm thành nhà nhạt, nhạt màu đỏ giống như từng mảnh cánh hoa tô điểm trên đó ngư hồng tụ con ngươi trầm tư một chút hai tay nhẹ nhàng địa lau sạch lấy trên đùi giọt nước, nghĩ nghĩ hỏi bên cạnh thị nữ. Kiếm tông cái này ngũ trưởng lão Tô Bắc, ngươi đối với hắn là cái gì cái nhìn? Văn nhân bình tâm không phải cái người hồ đồ, có thể để cho hắn gánh này trách nhiệm, tất có nguyên nhân. Áo trắng thị nữ chớp chớp con ngươi, sau đó mở miệng nói. Người này trăm năm trước cũng coi như được là một nhân vật thiên tài, mới bất quá hơn 300 tuổi cũng đã là hóa thần trung kỳ. Bất quá, gần trăm năm nay, tu vi của hắn lại là cái mê từ tinh nguyệt tông mẫu đơn địa tin tức nhìn lại liền ngay cả kiếm tông đệ tử đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời thậm chí còn có người nói hắn tu vi hiện tại chỉ có hóa thần trung kỳ hai ngày trước vô hoa khuyết đệ tử từng tại thương lam thành cùng kiếm tông đệ tử phát sinh qua mâu thuẫn theo lúc kia đối với lời nói tô bác người này hiện tại đã là hợp đạo cảnh giới tuy nói có thể có chút khoa trương thành phần nhưng là thô sơ giản lượng đoán chừng hẳn là có ít nhất phản hư trung kỳ trở lên tu vi ngư hồng tụ đôi mắt đẹp lưu chuyển ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng địa đặt ở trong tay cắn một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó con người híp híp mở miệng nói, những cái kia kiếm tông đệ tử như thế nào. Áo trắng thị nữ phúc xích địa cười một tiếng, mở miệng nói, hồi tông chủ, bọn hắn thành đoàn tới tham gia hồng các hoa khôi thi đấu chi dạ, đệ tử đã đem bọn hắn chụp xuống. Ngư hồng tụ đại mi chớp chớp, lộ ra một vòng không giải thích được ý cười, sau đó tự lẩm bẩm, văn nhân bình tâm à, đừng trách bản tôn đem ngươi đệ tử chụp xuống chính bọn hắn rơi vào bản tôn trong tay thì nên trách không được ta sau đó tựa hồ trên mặt nổi lên một tia loáng thoáng địa vẻ đắc ý còn kèm theo một loại nào đó đại thù đã báo nhảy cẫng buồn bã nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này chưa từng nhổ lông điện nữ nhân đối ngươi cái này mất tích địa đệ tử đến cùng lấy không nóng này a à, những đệ tử này tối thiểu nhất cũng phải từ trên người ngươi cắn xuống đến một miếng thịt giả vờ chính đáng dối trá nữ nhân phi ngươi hồng tụ nhẹ chửi thề một tiếng sau đó bỗng nhiên đứng dậy nhảy thoát nắm trong nháy mắt chính là bạo lộ trong không khí chỉ là đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy để cho người ta máu mạch phun trương địa một màn này tiện tay tiếp nhận thị nữ đưa qua địa màu đỏ sa y nhẹ nhàng mà khoác lên ở trên người ngư hồng tụ đi đến hồng các lầu các một bên nhẹ nhàng địa đẩy ra trầm mộc cách cửa sổ một sợi ánh trăng đổ tiến đến gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tại ngư hồng tụ trên mặt khuyên quốc khuyên thành đều nói cái này hai mươi châu vì thiên hạ thế nhưng là thiên hạ lại là nam nhân thiên hạ, nữ nhân lại như thế nào lại cũng chỉ là trở thành nam nhân phụ thuộc phong nhã. Ngư Hồng Tụ quay người chậm rãi đi hướng chiếc gương đồng kia, trong gương đồng là một chương đủ để mị hoặc cả đời tuyệt sắc dung nhan. Nhìn qua mình trong kính, trong gương cái kia trên thân chỉ tròn một tầng đỏ xa thân ảnh đủ để mê đảo thiên hạ bất luận cái gì nam tử. Thản nhiên nói, nữ nhân sẽ mặc vào đẹp nhất quần áo chỉ vì chiếm được nam nhân một tiếng nhẹ tán. Buồn cười không, cho tới nay. Bản tôn hy vọng chính là một ngày kia mặc vào nữ tử váy xa, đứng tại thiên hạ này, nhẹ nhàng nói một câu, thiên hạ một nửa là nam tử, một nửa là nữ tử. Tinh Nguyệt Tông chỉ chiêu nữ nhân, vì đây hết thảy tranh thủ không biết bao nhiêu năm. Ta vì cái này, tính kế nửa đời người. Tô bác nhẹ nhàng địa đông đưa trong tay quạt xếp, nhìn khu chớp mắt, đi theo trước mặt cái kia hòa thượng đầu chọc, nghiêm trang đi vào hồng cá. Trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, tản ra trận trận như có như không mùi thơm đột nhiên chính là một cái phong vận vẫn còn địa tú bà hướng phía tô bắc đi tới tỉ mỉ đánh giá một chút trong con người hiện lên một tia sáng mở miệng nói a à, đây không phải tô trưởng lão sao tô trưởng lão thế nhưng là có một đoạn thời gian không có tới cái này không được hơn nửa tháng tô bác chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ một lập cảm thụ được sau lưng tiêu nhược tình kia nhà nhạt, nhạt mang theo một tia lãnh ý địa con ngươi sụ mặt một mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói lời này của ngươi nói quái có nghĩa khác ta chẳng qua là đến Hồng Các hiểu rõ một chút tin tức thôi. Cái kia đêm nay liền không đi, ngươi cho ta hai người an bài cái gian phòng. Người tú bà kia một mặt cổ quái đánh giá một thân chính khí địa Tô Bắc, lại là như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tô Bắc sau lưng mặt trắng tiểu sinh, sau đó nghi vấn hỏi. Tô trưởng lão, ngươi nếu là tìm hiểu tin tức, làm sao từ cửa chính tiến đến rồi? Thôi được, đây là phòng của ngài. Tô Bắc tiếp nhận này chuỗi chìa khóa về sau, nặng nề mà ho một tiếng, cau mày nhìn xem tiêu nhược tình nói bọn hắn những người này à ai xem ai đều không đứng đắn vừa nghĩ tới tương lai có thể sẽ có càng nhiều cùng vi sư đồng dạng bị oan ủ người tốt vi sư trong lòng liền bi thống không thôi đi thôi đồ nhi sau đó chính là dẫn tiêu nhược tình nghe tà âm xuyên qua tầng tầng không có thể nhập mắt địa tràng cảnh tiêu nhược tình hít một hơi thật sâu nhìn xem hết thảy trước mặt một vòng sắc mặt đỏ ửng nổi lên tai sau đó nhắm lại con ngươi đưa tay ra vô ý thức bắt lấy tô bác tay đây đều là địa phương nào à? Mà lại làm sao còn có hòa thượng? Tô Bắc hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn xem giống mèo con, gắt gao lôi kéo mình, đóng chặt lại hai con ngươi tiêu nhược tình. Ngược lại là không nghĩ tới đồ đệ mình còn có cái này đáng yêu một mặt. Sau đó cười cười, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nắm chặt lại, chính là lôi kéo tiêu nhược tình đi hướng hồng các một cái tương đối bí mật địa gian phòng. Tô Bắc vào cửa miệng đi hướng cái kia ngồi tại trước đài mặt không biểu tình mặc tinh nguyệt tông áo choàng nữ tử từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 khỏa linh thạch mở miệng nói tìm hiểu tin tức ừm ta kiếm tông đệ tử gần đây tại mặc thành đã mất đi liên hệ không biết nhưng có manh mối nữ đệ tử kia vừa nghe đến tìm hiểu hơn là kiếm tông con mắt lập tức liền mở to sau đó chính là hai mắt sáng lên nhìn xem tô bắc tô bắc thậm chí ẩn ẩn càng càng địa có thể từ cái đồ chơi này trong mắt bên trong nhìn thấy sáng lên đồng tiền nhìn thấy bị mình dọa lùi tô bắc nữ đệ tử hít vào một hơi thật dài cưỡng chế sắp phát tài vẻ vui thích mở miệng nói ồ là kiếm tông đệ tử à ừm các hạ là đến đây chuộc bọn hắn trở về sao